Chương 3803, đại thế như nước thủy triều. Một kiếm phân ba, hắc bạch phân minh, nhưng lại là hắc bạch giao hòa. Ở một kiếm phân ba thời gian, hình như là thiên hạ ba phần, lại do thiên hạ sự nghiệp thống nhất đất nước, một loại kỳ diệu vô cùng cảm giác trong nháy mắt hiện lên ở mọi người trong lòng. Bạch kiếm tạo ra, hắc kiếm thành ma, hắc bạch tương dung ở giữa, chính là đại thế. Ở trong chớp nhoáng này, ba kiếm ra, hắc bạch lưu chuyển, Đại thế đã sinh, ở hắc bạch cùng hợp chỗ, sinh mệnh bàn bạc, như trong chớp mắt này ở giữa ra đời hàng tỷ sinh linh, tại đây hàng tỷ sinh linh trong. Có chứng đạo phong thần, có nhập đạo thành ma, càng nhiều hơn chính là chúng sinh mà thôi. Đại thế như nước thủy triều, hồng trần cuồn cuộn, theo ba kiếm đẩy dời đi thời gian, đại thế đập vào mặt tới. Ở ba kiếm này dưới, đại thế tới, nó cũng không có nghĩa là sát phạt, không có nghĩa là cân nhắc quyết định, đại thế chính là lớn thế, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, nó đều là hồng trần cuồn cuộn mà đến, ở thời gian trường trong sông, nó chạy chậm, chảy xuôi. Đại thế mình tới, nó sẽ không bị bất kỳ thần ma chỗ hai bên, cũng sẽ không bị bất kỳ sinh linh chỗ gây xích mít, nó là theo dòng sông thời gian tới. Hàng tỷ sinh linh tập trung. Tại đây cuồn cuộn đại thế trong, không chỉ là cực hạn tại nào đó một thời đại, không chỉ là cực hạn tại có chút sinh linh, đại thế mà đến, bao quát hàng vạn hàng nghìn, theo đại thế trôi qua, vạn cổ ở nơi này chúng sinh trong, thiên thu cũng là tại đây hồng trần cuồng cuồng trong. Nhân tại Đông Đúc, đây là đại thế, hàng tỷ sinh linh, hàng tỷ tinh anh, càng hàng tỷ cường giả, mỗi một thời đại đều có chí tôn sinh ra, mỗi một chủng tộc đều có được tuyệt thế vô địch tồn tại. Nhân tại Đông Đúc, đây là tam tài kiếm pháp kiếm thứ ba, tại đây đại thế nhân tại Đông Đúc trong. Có hết thảy sinh ra, có mọi người tưởng tượng vô địch đạo quân cũng có truyền lưu thiên cổ đại đế cổ đại cũng có này gào thét một thời đại lại một thời đại hồng hoang cự thú đại thế tập trung nhân tài đông đúc đây là kiếm thứ ba kiếm thứ ba nó đại biểu là là một mang mang kỷ nguyên đại biểu cho hàng tỷ sinh linh tinh túy đại biểu cho trong thiên địa sinh tử diễn hóa một kiếm ra liền đã bao quát vạn tượng đây đã là đạt tới cảnh giới cao nhất đại thế cuốn qua thần ma vậy cũng chẳng qua là chúng sinh bên trong một phần tử mà thôi, cho nên, đem bảy tôn thất diệu ô thần chém giết tới thời gian. Thế nhưng ở chúng sinh trong, ở đó đại thế nước lũ trong, chúng nó chỉ bất quá như cùng là uông hải đại biển một phần tử mà thôi, vậy cũng chẳng qua là vài giọt bọt nước mà thôi. Cho nên, ở bảy tôn thất diệu ô thần loan đao chém xuống thời gian, một đụng chạm lấy đại thế, trong nháy mắt liền bị dìm ngập, quá trình này giống như là bảy người thoáng cái gặp phải chạy chồng tới hồng thủy như nhau, liền dãy dù cơ hội cũng không có, tối đa cũng chính là vỗ vào hai tay mấy cái, trong nháy mắt, liền bị hồng thủy cuốn đi bao phủ. Cho nên, bảy tôn thất diệu ô thần, loan đào của bọn nó cũng không hề chém tới độc cô lam. Trong một sát na, cũng đã bị đại thế cuốn đi, trong nháy mắt liền bao phủ tại đại thế trong, biến mất ở chúng sinh trong. Trong chớp mắt này ở giữa, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ở vừa lúc, Bảy tôn thất diệu ô thần một đao chém rụng, đó là kinh khủng bực nào tuyệt sát, đó là cỡ nào vô địch một đao, bảy tôn thất diệu ô thần, bọn họ liên hợp một kích, có thể nói là thiên y vô phùng, bất luận cái gì cường giả đều tự nhận là đỡ không được như vậy một đao. Ở một đao này hạ xuống sông, cũng không biết có bao nhiêu người đều kinh hô, đều vì độc cô Lam lo lắng. Có thể nói, ở thất diệu ô thần liên hợp một kích dưới, tất cả mọi người cho rằng, độc cô Lam thì không cách nào chống đỡ được một đau này. Thế nhưng, lại có ai nghĩ đến, tam tài kiếm pháp kiếm thứ ba vừa ra, đại thế mênh mông cuồn cuộn, tại đây mênh mông cuồn cuộn đại thế dưới, cường đại trở lại bảy tôn thất diệu ô thần trong nháy mắt bị cuốn đi, trong một sát na bị dìm ngập, thoáng cái biến mất ở mang mang đại thế trong. Đại thế mênh mông cuồn cuộn mà đến, nó không phải là vì sát phạt, không phải là vì cân nhắc quyết định, đại thế, nó chỉ là đại thế mà thôi, chảy xuôi tại giữa thiên địa từ xưa đến nay, nó vẫn luôn tồn tại. Quản chi một cái lại một cái kỷ nguyên đi qua, quản chi thời điểm sụp đổ rồi, chỉ sợ là thiên địa hủy diệt, thế nhưng, đại thế vẫn như cũ sẽ chảy xuôi đi, mặc kệ ngươi là có nguyện ý hay không, nó đều là tồn tại. Đại thế mênh mông cuồn cuộn, trong nháy mắt, liền che mất thất diệu ô thần, như vậy một mạng, làm cho tất cả mọi người đứng xem nghẹn họng nhìn trân trối, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn chính nhất thiếu sư tiêu thất hoàn toàn bị đại thế bao phủ. Đại thế dưới, chúng sinh như các sông, biển đào hết. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người như thế cảm giác kỳ diệu. Mặc dù nói, đại thế mênh mông cuồn cuộn tới, nó không có có bất kỳ sát khí, bất luận cái gì lực công kích, nhưng lại như cũ để cho người ta không khỏi sợn tóc gáy. Bởi vì tất cả mọi người hay sống ở đại thế ở giữa, tại đây đại thế trong, đại thế đương nhiên sẽ không giết chết ngươi, cũng sẽ không đi thương tổn ngươi. Thế nhưng, tại đây chúng sinh đại thế trong, người sẽ xảy ra chết bệnh chết, người có thể sẽ nghèo khó giàu có, đổi có thể chết oan chết uổng. Các loại. Mọi người đều là sống ở đại thế trong, thế nhưng, người lại chưa từng có lưu ý đến lớn thế đang chảy xuôi mà thôi. Đại thế mênh mông cuồn cuộn, bất luận kẻ nào cũng không đỡ nổi, hơn nữa, bất luận kẻ nào cũng đều nhảy không ra như vậy đại thế. Cho nên, nghĩ tới chỗ này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả vậy cũng là sẩn tóc gáy chính nhất thiếu sư có thể chịu đựng được a à? thấy bảy tôn thất diệu ô thần biến mất ở đại thế trong có cường giả phục hồi tinh thần lại không khỏi thì thào nói nói vấn đề như vậy ai biết được bởi vì thất diệu ô thần đã biến mất rồi mọi người cũng không biết chính nhất thiếu sư thế nào đúng vậy nếu như nhìn không được chính là hôi phi yên diệt đại thế bên trong một viên bụi bặm mà thôi có đại giáo lão tổ không khỏi trầm giọng nói cũng có thế gia thánh tổ xem đại thế chảy xuôi không khỏi cảm khái nói rằng thế gian ai cũng không phải đại thế bên trong một viên bụi bậm đây cho nên nhất định phải chứng đạo thành tựu đạo quân nếu không đều là bụi bậm mà thôi vị này đại giáo lão tổ cảm xúc sâu đậm cái này cũng khó trách mới vừa chính nhất thiếu sư là cường đại dường nào bảy tôn thất diệu ô thần đó là khủng bố cỡ nào vẫn như cũ lúc đó chẳng phải biến mất ở mang mang đại thế trong. Tam tài kiếm pháp. Quá kinh khủng đi, thật là đáng sợ đi. Có tuổi trẻ thiên mới hồi phục tinh thần lại sau đó, không khỏi run rẩy một chút, sợn tóc gáy. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, cũng nhìn ra được, chính nhất thiếu sư thực lực ở độc cô lam lên, thế nhưng, ở tam tài kiếm pháp dưới, ở tam tài dưới thân kiếm, chính nhất thiếu sư còn là bị thua thiệt nhiều. Ở tam tài kiếm pháp dưới, ở tam tài dưới thân kiếm chính nhất thiếu sư còn có thể chống đỡ được tình cảnh đổi lại là những người khác chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma đã sớm chết thảm ở tam tài dưới thân kiếm căn bản cũng không cần kiếm thứ ba chỉ sợ mọi người ở đệ nhất kiếm dưới liền hẳn đã phải chết đây chính là trong truyền thuyết không nhất địch kinh khủng nhất một vị đại đế lưu lại vô thường kiếm pháp nha có một vị già đời vô cùng đại giáo thánh tổ không khỏi thần thái ngưng trọng nói rằng kiếm pháp này cường đại khủng bố như thế, cũng là chuyện đương nhiên chuyện tình. Đây là cái gì tiên đế đây? Phục hồi tinh thần lại, có không ít cường giả là tốt kỳ, có thể sáng chế cường đại như vậy vô cùng kiếm pháp đại đế cổ đại, vậy nhất định lưu hữu xưng hào. Vị này già đời vô cùng đại giáo thánh tổ há mồm muốn nói. Nhưng, cuối cùng ngầm miệng, không muốn nói thêm nữa, chỉ nói một câu, không thể nói còn đây là cấm kỵ. Nghe được nói như vậy, để không ít người hai mặt nhìn nhau. ầm à, một tiếng vang thật lớn, liền tại rất nhiều người không biết chính nhất thiếu sư chết sống lúc, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, lay động thiên địa. Ở mang mang đại thế trong, đột nhiên một ánh hào quang nở rộ, như ba nghìn thế giới trong chớp mắt này ở giữa nổ tung như nhau, vô cùng vô tận quang mang ở trong chớp nhoáng này vứt lên, từng luồng hào quang ngút trời dựng lên. Ở đại thế trong, hào quang ngút trời dựng lên tự hôn ngăn chặn mang mang đại thế như nhau. Thế nhưng đại thế mang mang, làm sao có thể bị định được đây? Nó vẫn là đang chảy xuôi. ầm à, một tiếng vang thật lớn, liền trong chớp mắt này ở giữa, 12 mệnh cung bay lên, thiên giai xây, chỉ thấy chính nhất thiếu sư chân mệnh đạp giai mà lên, đăng tại bầu trời. Có thật không mệnh lên trời trong một sát na, chính nhất thiếu sư như nhảy thoát tam giới, không ở ngũ hành, chính là vào giờ khắc này, chính nhất thiếu sư dĩ nhiên thoát khỏi đại thế ở 12 mệnh cung cùng đem dưới, lăn tại đại trên đời. Quá mạo hiểm. Thấy chính nhất thiếu sư chân mệnh đạp bầu trời mà lên. Không ít đại giáo lão tổ đều hít một hơi lãnh khí. Bởi vì chính nhất thiếu sư là chân mệnh nhảy thoát, thân thể chìm nổi, đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm, một khi hắn thất bại, không chỉ là thân thể hủy diệt, liền hắn chân mệnh đều bị thương nặng, thậm chí có khả năng chân mệnh đều không bảo đảm. Thế nhưng, ở nơi này tia lửa điện quang ở giữa, nhảy thoát đại thế, chính nhất thiếu sư chính là thất diệu đoạt thiên mâu nơi tay, hào quang rực rỡ, đại đạo vần quanh, theo ầm một tiếng vang thật lớn, ngự thiên địa, trưởng vạn đạo, vô thượng đại đạo lực trong nháy mắt nắm giữ ở chính nhất thiếu sư trong tay. Chân mệnh thoáng cái tảng mát ra ống ánh nhất vô cùng quang mang, thất diệu đoạt thiên mâu ré dài không ngừng, lực lượng kinh khủng tại đây tia lửa điện quang ở giữa nổ tung. ầm một tiếng vang thật lớn, chính nhất thiếu sư một mâu đánh rơi, thiên địa tuyệt sát, ném một cái định càng khôn, một kích này chính là bao hàm chính nhất thiếu sư sức mạnh mạnh nhất, tất cả lực lượng đều theo dưới một kích này đánh văng ra ngoài. Ở dưới một kích này, toàn bộ thiên địa như hủy diệt như nhau, vạn đạo hôi phi yên diệt, đáng sợ lực đánh vào ầm tới được thời gian, không biết bao nhiêu người thúng là bị đánh bay. Không biết bao nhiêu người bị xung kích máu tươi chảy lên láng. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, ở sức mạnh mạnh nhất dưới, đứng mũi chịu sào độc cô lam cả người bị đánh bay ra ngoài, nghe được công, công, chen thanh âm âm vang lên, ba kiếm bị hất bay, hát bạch tiêu tán, đại thế đột nhiên ngừng lại, hết thảy đều biến mất theo, thiên địa lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Vào giờ khắc này, nghe được phanh, một tiếng vang lên, bị oanh bay độc cô lam bị nặng nề mà té xuống đất, khi nàng lúc đứng dậy, há mồng hoa, một tiếng, nhổ một bãi nước miếng tiên huyết. Độc cô tiên tử đem rất nhiều người tỉnh hồn lại thời gian. Không khỏi kinh hô một tiếng, đặc biệt ái mộ người, càng không khỏi thét chói tai, một trái tim đều treo ở tiếng nói dưới. Đem mọi người tỉnh hồn lại thời gian, chính nhất thiếu sư chân mệnh đã trở về thân thể, hắn đứng ở trên hư không, tay cầm thất dịu đoạt thiên mâu. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa an vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. chương 3804, tháng bại đã phân. Ở phía sau, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, cho dù không cần nhiều lời, mọi người cũng đều biết kết quả. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tràng diện đã tịch vô cùng yên tĩnh, quản chi ở trước khi bắt đầu, tất cả mọi người đã biết kết quả, thế nhưng, khi thật sự đối mặt kết quả như vậy lúc, mọi người trong lòng vẫn như cũ không dễ chịu. Ta thua. Độc cô Lâm nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, thần thái tự nhiên, cũng không có uể oải, nàng cảm khái nói rằng, thiếu sư đạo hành cao, không phải ta có thể bằng thua tâm phục khẩu phục. Độc cô Lam nói ra nói như vậy. Nàng thần thái tự nhiên, thế nhưng, đối với đối với Phật Đà Thánh Địa rất nhiều người mà nói, đặc biệt trẻ tuổi tu sĩ cường giả, ở trong lòng cũng không tốt thụ, cho nên, ở phía sau, có không ít trẻ tuổi tu sĩ cường giả cũng không khỏi cúi thấp đầu. Đem độc cô Lam mở miệng chịu thua thời gian, đây là giống như là phật đà thánh địa trẻ tuổi hướng chính nhất thiếu sư cúi đầu nhận thua phật đà thánh địa rộng lớn vô biên tu sĩ cường giả vô số đổi là nhân tài đông đúc ở toàn bộ nam tây hoàng cũng liền chỉ có chính nhất giáo có thể cùng tranh tài hôm nay chính nhất giáo thiếu sư đến đây khiêu chiến thiên hạ lớn như vậy phật đà thánh địa cũng không người có thể ngăn thất bại như vậy tư vị đối với phật đà thánh địa trẻ tuổi mà nói đó là thập phần không dễ chịu nếu là liên minh ở trong lòng còn có thể tốt thụ một điểm tốt xấu sao nói là dùng võ đồng nghiệp nhưng mà trăm nghìn vạn năm tới nay chính nhất giáo cùng phật đà thánh địa cho tới nay đều là không hợp nhau quản chi gần từ năm đó ở phật đà chí tôn cùng chính nhất chí tôn dưới sự chủ trì hai giáo kết minh thế nhưng ở hai giáo trong khung ở hai giáo trăm nghìn vạn đệ tử trong lòng vẫn là đem đối phương nhìn kỹ làm đối thủ nhìn kỹ là địch nhân thế hệ trẻ đại biểu cho một cái đại giáo thời gian tới, hôm nay, Phật Đà Thánh địa trẻ tuổi, tất cả đều thua ở chính nhất thiếu sư trong tay, đây chẳng phải là ý nghĩa Phật Đà Thánh địa thế hệ này người, không bằng chính nhất giáo đây. Nếu quả như thật là như thế, chính nhất giáo sẽ áp chế Phật Đà Thánh địa một đời, để Phật Đà Thánh địa thế hệ này người lại cũng khó mà ở chính nhất giáo đệ tử trước mặt hãnh diện. Cảm giác như vậy, cảnh ngộ như thế, đối với Phật Đà Thánh địa trẻ tuổi đệ tử mà nói, trong lòng đương nhiên không dễ chịu. Thế nhưng, cho dù không dễ chịu, như vậy có thể thế nào? Vậy chỉ có thể nhìn xuống, Phật Đà Thánh Địa hiện nay còn có ai có thể đánh một trận? Kim Sử Hổ Bí, Kim Thiền Phật Tử, Độc Cô Lam đều trước sau thua ở chính nhất thiếu sư trong tay, có thể nói, cái này đều đã là Phật Đà Thánh Địa cường đại nhất thiên tài trẻ tuổi, đặc biệt hay là Độc Cô Lam, trận chiến ngày hôm nay, càng có thể đặt nạn ở Phật Đà Thánh Địa trẻ tuổi đệ nhất nhân địa vị. Đương thời, Độc Cô Lam thất bại, Phật Đà Thánh Địa lại cũng không có người có thể chiến, lại cũng không có người có thể khiêu chiến chính nhất thiếu sư. Chính nhất thiếu sư quét ngang Phật Đà Thánh Địa, việc này đã thành kết cục đã định, không còn có người có thể thay đổi. Nghĩ đến chính nhất thiếu sư đi về phía đông mà đến, quét ngang Phật Đà Thánh Địa, lớn như vậy Phật Đà Thánh Địa không người có thể ngăn, cảnh này khiến không ít Phật Đà Thánh Địa trẻ tuổi đều cảm giác mặt mũi quét trác. Lúc này, Độc Cô Lam thất bại, mọi người trong lòng chỉ có thể là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, không có có bất kỳ sẽ đi chỉ trích độc cô Lam, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, một trận chiến này, độc cô Lam mặc dù bại do Quang Vinh. Trong trận chiến này, tất cả mọi người tận mắt thấy độc cô Lam thực lực cường đại, có thể nói, độc cô Lam thực lực là hoàn toàn có thể áp chế Phật Đà Thánh địa trẻ tuổi sở hữu thiên tài. Đặc biệt độc cô Lam tam tài kiếm pháp vừa ra thời gian, đó là cỡ nào khiếp sợ nhân tâm, đừng nói là trẻ tuổi coi như là thế hệ trước đại nhân vật cũng đều bị cái này tuyệt thế vô địch kiếm pháp khiếp sợ. Cho nên, một trận chiến này, Độc Cô Lam tuy rằng thất bại, tất cả mọi người cảm thấy, một trận chiến này, Độc Cô Lam đã là làm xong rồi tốt nhất, đã là không ai bằng. Độc Cô Lam chịu thua. Phật Đà Thánh địa bao nhiêu thiên tài hết cúi đầu. Chính nhất thiếu sư cũng không có đắc ý thần thái, cười lớn một tiếng, nói rằng, tiên tử khách khí, chỉ bằng vào một tay tam tài kiếm pháp cũng là để cho ta đuổi theo không kịp, nếu là tiên tử đạo hành cùng ta tương đương, chỉ sợ thua trận, không phải là tiên tử, mà là ta. Ta cũng vậy đem tiên hiền phúc. Độc cô Lam mỉm cười, nói rằng, thiếu sư đạo hành cao hơn nhiều ta, trận chiến này mặc dù bại, không tiếc núi. Đa tạ, đa tạ. Chính nhất thiếu sư cười lớn một tiếng, nói rằng, hôm nay tới Phật Đà Thánh Địa, có thể vừa thấy tam tài kiếm pháp có thể vừa thấy tiên tử vô sông kiếm đạo chuyến đi này không tệ cũng coi như hiểu rõ một việc tâm nguyện tam tài kiếm pháp tuyệt thế vô sông chính nhất thiếu sư lớn như vậy tán cái này cũng không phải là nói khoác từ tất cả mọi người tại chỗ đều tận mắt nhìn thấy đều kiến thức tam tài uy lực của kiếm pháp kiến thức tam tài kiếm pháp đáng sợ tất cả mọi người tại chỗ cũng đều thừa nhận tam tài kiếm pháp này thực là tuyệt thế vô sông này là vô địch kiếm pháp tam tài kiếm pháp, so với trong truyền thuyết chỉ kiếm cửu đạo như thế nào đây? Ở phía sau cũng có người đưa ra lớn mật như thế ý nghĩ. Nói như vậy, cũng để cho ở đây rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, chỉ kiếm cửu đạo, cái này uy danh hiển hách, có thể nói vạn cổ vô địch. Nếu thật là cầm tam tài kiếm pháp cùng chỉ kiếm cửu đạo, so sánh với chuyện này sẽ như thế nào đây? Đương nhiên, không ai có thể cho ra đáp án, dù sao, ở lập tức đặc biệt ở nam tây hoàng đương thời người gặp qua chỉ kiếm cửu đạo quy lực chân chính người cũng không nhiều Nguyện thiếu sư ở phật đà thánh địa có cái khoái trá cuộc hành trình cuối cùng độc cô lam hướng chính nhất thiếu sư chấp tay chính nhất thiếu sư hoàng lễ cười lớn một tiếng nói rằng đa tạ tiên tử trận chiến này chỉ sợ cũng nên kết thúc đi độc cô lam cũng không nhiều lời nữa ông kiếm phiêu nhiên đi trong khoảng thời gian ngắn chỉ để lại chính nhất thiếu sư đứng ở chỗ ấy. Còn có người muốn đánh một trận A. À. Đem đọc cô Lam sau khi rời khỏi, chính nhất thiếu sư đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn quanh, tự như ti chấp ánh mắt hướng Phật Đà Thánh Địa các đệ tử đảo qua. Chính nhất thiếu sư đứng ở nơi đó, quản chi chút lúc hắn không có chút nào khiêu khích thần thái, không có chút nào ngạo mạn giọng nói, hắn chỉ là rất tự nhiên nói lời như vậy. Thế nhưng, đem chính nhất thiếu sư vừa nói ra lời này lúc, để ở đây tất cả Phật Đà Thánh Địa đệ tử trong lòng cũng không khỏi trở nên cứng lại hơi thở, cũng không biết để bao nhiêu trẻ tuổi trong lòng rung lên một cái, có rất nhiều thanh niên nhân không khỏi cúi đầu, không dám cùng chính nhất thiếu sư đối diện. Vào giờ khác này, quản chi chính nhất thiếu sư không có ác ý tới khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa, nhưng, phóng nhãn thiên hạ, trước mắt chính là có nghìn một triệu người, Phật Đà Thánh Địa trẻ tuổi thiên tài đều hội tụ tại đây trong, nhưng mà, lại không ai có thể đứng lên tới có thể chính nhất thiếu sư đánh một trận đây đối với phật đà thánh địa trẻ tuổi mà nói trong lòng không phải là tốt như vậy thụ thậm chí có thể nói ở phía sau có dũng khí đứng ra dám cùng chính nhất thiếu sư đánh một trận bất luận thắng bại người chỉ sợ cũng là không nhiều lắm đã trải qua ba trận đại chiến chính nhất thiếu sư thực lực mọi người cũng biết một thứ đại khái phật đà thánh địa mọi người ở trong lòng đều đã là nhất thanh nhị sở không chỉ nói là trẻ tuổi, coi như là thế hệ trước, thậm chí là đại giáo lão tổ, có thể chiến thắng chính nhất thiếu sư người, đó là lát đác không có mấy, có thể. Ngoại trừ tứ đại tông sư, còn có một người có thể đánh một trận. Ở phía sau, không có bất kỳ người nào ứng chiến, để Phật đà thánh địa trẻ tuổi trong lòng cũng không khỏi có chút chột dạ, cũng có chút khổ sở, ở phía sau, mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Lý thất dạ, ở phía sau, liên thế hệ trước, thậm chí là đại giáo lão tổ nhất trí cho là như vậy, gật đầu, nói rằng, nếu như Phật đà thánh địa trẻ tuổi còn có ai có thể có thể đánh bại chính nhất thiếu sư, chỉ sợ là không phải lý thất giả chỗ muốn. Tuy rằng, mọi người đều biết lý thất giả đạo hành không cao. Thế nhưng, lý thất giả tạ môn, lý thất giả bất khả tư nghị, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, thậm chí có thể nói, hình như lý thất giả từ xuất đạo tới nay, sẽ không có bị bại có thể chỉ có lý thất giả xuất thủ mới có thể đánh bại chính nhất thiếu sư như vậy nhân vật mạnh mẽ thế nhưng mọi người đều biết lý thất giả lại không có chút nào cảm thấy hứng thú căn bản cũng không sẽ hướng chính nhất thiếu sư xuất thủ hừ lại tuyệt diệu thì như thế nào có nửa thủ đoạn thì thế nào có trẻ tuổi trong lòng khó chịu lạnh trên một tiếng nói một cách lạnh lùng không là phật đà thánh địa lập một tất công lao ngược lại là sát hại phật đà thánh địa thiên tài đây là phật đà thánh địa con sâu làm rầu nồi canh lý thất giả có thủ đoạn như vậy cũng không nên chiến chính nhất thiếu sư không vì phật đà thánh địa tranh một hơi thở thậm chí chém giết kim sử hổ bí thần ảnh thánh tử điều này làm cho rất nhiều phật đà thánh địa đệ tử đánh trong lòng liền coi thường hắn nếu không có ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng ở đây không có bất kỳ người nào trả lời chính nhất thiếu sư cười to ánh mắt đảo qua thần thái phấn khởi nói rằng mặc dù nói Phật đà thánh địa tạng long ngọa hổ. Đáng tiếc, nguyện đánh một trận người, lát đác không có mấy, tiếc đáng tiếc, đáng tiếc. Chính nhất thiếu sư cái này lời mặc dù không có cười nhạo Phật đà thánh địa, nhưng lại làm cho Phật đà thánh địa ở tràng trẻ tuổi nghe được khó chịu. Phật đà thánh địa nghìn vạn lần đệ tử, thiên tài đông đảo, thế nhưng, từ chính nhất thiếu sư giá lâm Phật đà thánh địa sau đó, cũng chỉ có kim sử hổ bí, kim thiền Phật tử, độc cô làm ba người ứng chiến mà thôi, cho nên, được xưng nhân tại Đông Đúc, tàn long ngọa hổ Phật đà thánh địa, tự hồ là không có nhân tài nào. Chính nhất thiếu sư nói như vậy. Để một ít trẻ tuổi trong lòng tức giận xấu hổ, nhưng, lại không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là cúi thấp đầu. Tiểu bối, chớ có ở ta Phật đà thánh địa làm càng. Ở đây không ai ứng chiến thời gian, một tiếng quát lạnh vang lên, quát lạnh tiếng như cùng sấm mùa xuân giống như vậy, trong nháy mắt trên bầu trời nổ tung trong chớp mắt này ở giữa nghe được công công chen thanh âm âm vang lên đại đạo tuyên hoành kiếm đạo ngang một người trong nháy mắt bay lên trời đạp nói mà đến sắc bén sát phạt khí thế như hồng hoàng thái đệ kim sử kiếm hào thấy cái này đạp không mà đến người tất cả mọi người nhận thức hắn là ai hắn liền là mới vừa bị cổ dương hoàng cho đòi trở về hoàng thái đệ kim sử kiếm hào xem ra kim sử kiếm hào là diện kiến kết thúc, hắn vừa lộ mặt, liền đối chính nhất thiếu sư khó chịu. Kim sử kiếm hào Vừa thấy hoàng thái đệ kim sử kiếm hào đạp kiếm nói mà đến, chính nhất thiếu sư cũng không thấy kinh hoảng, nói rằng, nghe tiếng đã lâu kiếm hào chính là kiếm đạo vô song. Tuy rằng chuyến này, ta chính là có chí cùng Phật đà thánh địa thiên tài trẻ tuổi phân cao thấp, nếu là kiếm hào muốn giáo huấn một chút ta, ta sẽ không để ý. chương 3805, năm, không tưởng được kết quả. Chính nhất thiếu sư nói như vậy, cũng để cho không ít người hít một hơi lạnh khí, trong khoảng thời gian ngắn, không ít người hai mặt nhìn nhau. Chính nhất thiếu sư vô địch, mọi người cũng đều tận mắt nhìn thấy, thế nhưng, hoàng thái đệ kim sử kiếm hào đó cũng không phải là thập yêu tỉnh du đích đăng, huống chi, hoàng thái đệ kim sử kiếm hào mấy năm nay vẫn bế quan không ra, sớm đã có nghe đồn, hôm nay kim sử kiếm hào có thể đã sánh vai tứ đại tông sư. Nếu là chính nhất thiếu sư cùng kim sử kiếm hào đánh một trận, chuyện này sẽ như thế nào đây? Cái này lại đều sẽ là ai thắng được đây? Chính nhất thiếu sư muốn cùng kim sử kiếm hào đánh một trận. Có Phật đà thánh địa đệ tử sẽ không từ nói thầm một tiếng. Nói rằng, hoàng thái đệ kim sử kiếm hào đây chính là có thể sánh vai tại tứ đại tông sư tồn tại, chính nhất thiếu sư có phần thắng A. Đổi lại là người khác, muốn cùng kim sử kiếm hào đánh một trận, vậy nhất định sẽ bị người cười nhạo. Nhất định sẽ làm cho rất nhiều người cho rằng đây là không biết tự lượng sức mình, cũng dám khiêu chiến lên một thời đại thiên tài tuyệt thế, đó không phải là tự tìm đường chết A. À. Đương nhiên, cường đại như chính nhất thiếu sư, không người nào dám cười nhạo hắn, nhưng, vẫn như cũ có người cảm thấy, chính nhất thiếu sư khiêu chiến kim sử kiếm hào. Tự hồ có hơi không thích đáng, cũng để cho một số người cũng không thế nào coi trọng. Chưa chắc. Nhưng, cũng có một chút đa mưu túc trí đại nhân vật không khỏi nói thầm nói sớm đã có nghe đồn chính nhất thiếu sư đánh bại chính nhất giáo giáo chủ quá mức đây là là thật chỉ sợ chính nhất thiếu sư cùng kim sử kiếm hào đánh một trận vẫn là nắm chắc phần thắng cái này đa mưu túc trí đại nhân vật lời cũng là để cho người ta hai mặt nhìn nhau về chính nhất thiếu sư đánh bại chính nhất giáo giáo chủ việc, người trong thiên hạ đều có chỗ nghe thấy thế nhưng lại có mấy người tận mắt nhìn thấy đây tất cả mọi người nghe nói qua chuyện này nhưng không có ai chính mồm nói mình thấy tận mắt chuyện này cũng chính bởi vì vậy cũng có một chút người đối với cái này sự kiện còn nghi vấn có người cho rằng chính nhất thiếu sư cũng không có khả năng đánh bại chính nhất giáo giáo chủ cũng có người cho rằng chính nhất thiếu sư có thể đánh bại chính nhất giáo giáo chủ chẳng qua là chính nhất giáo giáo chủ đa tạ mà thôi có ý định là chính nhất thiếu sư phô bình đường tương lai đem chính nhất giáo đại đảm nhiệm truyền thụ cho chính nhất thiếu sư trên người thân vương vô địch thật tốt giáo huấn một chút hắn cũng có một chút cực đoan trẻ tuổi tu sĩ nhìn không được lớn tiếng kêu lên để hắn kiến thức một chút chúng ta phật đà thánh địa cường đại để tránh khỏi để cho người ta nhìn kỹ chúng ta phật đà thánh địa không có gì những thứ này cực đoan thanh niên nhân ở trong lòng đã bị khuất đến quá lâu từ chính nhất thiếu sư bước vào phật đà thánh địa quét ngang thiên hạ không người có thể địch vượt qua sở hữu thiên tài quan mang để phật đà thánh địa trẻ tuổi thiên tài đều thoáng cái ảm đạm phai mờ hiện tại có kim sử kiếm hào muốn xuất thủ giáo huấn một chút chính nhất thiếu sư đối với cái này chút biệt khuất thật lâu sau đệ tử mà nói có thể không cao hứng sao bọn họ đương nhiên là hy vọng kim sử kiếm hào phải thật tốt giáo huấn chính nhất thiếu sư nếu là có thể đánh bại chính nhất thiếu sư vậy cũng có thể để cho bọn họ hãnh diện ra một ngụm trong lòng ác khí nhưng mà ở đây không ít đại giáo lão tổ không nói bởi vì là trong lòng bọn họ rất rõ ràng chính nhất thiếu sư bước vào phật đà thánh địa khiêu chiến thiên hạ nhưng hắn chỗ khiêu chiến chính là phật đà thánh địa trẻ tuổi nếu như thế hệ trước xuất thủ đó thật là quá không thích hợp trên thực tế ở phật đà thánh địa so với chính nhất thiếu sư người cường đại chính là rất có chỗ chỉ bất quá bọn họ cũng không muốn xuất thủ mà thôi dù sao đối với cái này chút già yếu vô cùng cổ tổ mà nói chiến thắng một cái vãn bối không có gì giá trị phải cao hứng chuyện tình cũng không có cái gì đáng giá tốt huyền diệu kim sử kiếm hào chính là lên một thời đại tuyệt thế vô song thiên tài mặc dù coi như hắn và chính nhất thiếu sư niên kỷ không sai biệt lắm ai cũng biết kim sử kiếm hào niên kỷ không biết so với chính nhất thiếu sư lớn hơn bao nhiêu ở nơi này dưới tình huống nếu là kim sử kiếm hào xuất thủ giáo huấn một chút chính nhất thiếu sư bất luận thắng thua đều tỏ ra không thích đáng chỉ bất quá vào lúc này, không biết có bao nhiêu người tu sĩ trẻ tuổi ở trong lòng nín một cơn tức giận. Cho nên, có một chút người đã không để ý mấy thứ này. Đối với chính nhất thiếu sư khiêu chiến, Kim Sử Kiếm Hào cũng không khỏi dương một chút vùng xung quanh lông mày, ánh mắt của hắn ngưng tụ như thần kiếm phun ra, nói một cách lạnh lùng, "Chính nhất giáo thiên tài vô số, được, ngày hôm nay liền muốn nhìn đến cỡ nào tuyệt diệu." Kim Sử Kiếm Hào vừa dứt lời, nhấc tay, nghe được ầm um, một tiếng vang thật lớn trong chớp mắt này ở giữa bầu trời nhấc lên ức vạn trượng ngập trời sóng kiếm chỉ thấy nghìn vạn lần thanh thần kiếm thoáng cái tụ tập ở tại vòm trời lên toàn bộ vòm trời tạo thành đáng sợ vô cùng thần kiếm hải dương mọi người ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời chính là hắc áp áp một mảnh nghìn vạn lần thanh thần kiếm trên vòm trời lên huyền phù theo kim sử kiếm hào tay khẽ động trong một sát na nghìn vạn lần thanh thần kiếm trong nháy mắt tạo thành lớn vô cùng vòng xoáy đáng sợ kiếm cơn xoáy trong nháy mắt xé bỏ không gian, đáng sợ kiếm khí ngang dọc, tàn sát bừa bãi thiên địa. Theo đáng sợ vô cùng kiếm khí ngang dọc thời gian, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thụ được kiếm khí khúc khích suy gạo thét mà qua, ở trong chớp mắt, không biết có bao nhiêu người gốc áo bị ngang dọc tướng ngược kiếm khí chém xuống. Chuyện này nhất thời để mọi người sợ tóc gáy, tất cả mọi người không khỏi đều lui về phía sau. Trong chớp mắt này ở giữa, toàn bộ thiên địa đều bị đáng sợ vô cùng kiếm cơn xoáy bao phủ, chỉ cần sát na, kiếm tuyền trùng kích mà vào, liền có thể đem đại địa đánh xuyên qua. Tiểu bối, ăn ta nhất chiêu ở nơi này ti lửa điện quang ở giữa, kim sự kiếm hào nhất thanh trầm hát, thanh âm như sấm mùa xuân giống như vậy, trong nháy mắt ở mọi người bên tai nổ tung, khiến người sợ hãi hồn. Trong nháy mắt, chen một tiếng, vô cùng kiếm quang thoáng cái phun ra, chỉ thấy trên bầu trời nghìn vạn lần thanh thần kiếm trong nháy mắt đánh thẳng tới ở đánh thẳng tới trong một sát na nghìn vạn lần đem thần kiếm dĩ nhiên hợp tụ tập một thanh thiên kiếm thiên kiếm nguy nga cao vóc thiên chỉnh đem thiên kiếm thật lớn đến không cách nào tưởng tượng như vậy một thanh khổng lồ vô cùng thiên kiếm chém xuống một cái có thể đem đại địa chém ra có thể đem ngôi sao trên trời thái dương chém ra ở tiếng kiếm reo nghe được ầm một tiếng vang thật lớn thật lớn vô cùng thiên kiếm chém rụng mà ở dưới thời gian không gian vỡ nát một kiếm chém chết thiên địa thái dương dường như bị chém chết như nhau toàn bộ thiên địa trong nháy mắt trở nên tối sầm lại tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc không biết bao nhiêu người trở nên kinh hô một tiếng giết đối mặt khai thiên phách nơi một kiếm chính nhất thiếu sư vẫn như cũ không sợ hãi cười to thần thái phấn khởi chiến ý vang dội cả người khí thế như hồng ở chính nhất thiếu sư thét dài dưới, trong tay thất diệu đoạt thiên mâu hào quang rực rỡ không gì sánh được, theo tiếng sấm bên tai không dứt thời gian, thất diệu đoạt thiên mâu giống như một đầu hoàng kim cự long như nhau phóng lên cao, dương nanh múa vuốt, xé rách không gian, hướng chém xuống lớn vô cùng thiên kiếm vô giết tới. Tự hồ muốn đem lớn vô cùng thiên tài phá tan thành từng mảnh như nhau. Phanh một tiếng vang thật lớn, ở trước mắt bao người, chỉ sợ chính nhất thiếu sư chống đỡ được nhất chiêu cái này từ phía trên chém xuống thiên kiếm. Trong chớp mắt này ở giữa, chính nhất thiếu sư vai lung lay một chút, nghe được răng rắc một tiếng vang lên, chính nhất thiếu sư dưới chân nham thạch trong nháy mắt nát bấy, cả người hắn trầm xuống, bàn chân đều thoáng cái lâm vào trong bùn đất. Chém xuống thiên kiếm uy lực quá lớn, liền đại địa đều không chịu nổi như thế một kiếm lực lượng, nham thạch trong nháy mắt vỡ nát. Thấy như vậy một màn cũng không có thiếu người hít một hơi lãnh khí có người kinh hãi tại kim sử kiếm hào cường đại cũng có người sợ hãi thang tại chính nhất thiếu sư thực lực thử nghĩ một hồi kim sử kiếm hào như thế có thể sánh vai tại tứ đại tông sư người có mấy người có thể tiếp được hắn kinh khủng như vậy mạnh mẽ như vậy một kiếm thế nhưng chính nhất thiếu sư lại chọi cứng tiếp nhận một kiếm này cái này là cỡ nào tuyệt diệu thực lực như vậy khó trách hắn có thể ngạo thì bác hoang có thể quét ngang thiên hạ chính nhất thiếu sư trẻ tuổi vô địch. Liền đại giáo lão tổ thấy như vậy một màn. Cũng không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên. Ở phía sau, một ít đối chính nhất thiếu sư không phục người, cũng đều trầm mặt, kim sử kiếm hào cường đại, mọi người có đều biết, nhưng, ngày hôm nay chính nhất thiếu sư lại tiếp nhận hắn một kiếm. Đích thật là có vài phần bản lĩnh. Đối mặt chính nhất thiếu sư chọi cứng tự mình một kiếm, kim sử kiếm hào dương một chút vùng xung quanh lông mày, hai mắt nghiêm lại, bàn tay to trầm xuống, nghe được, ầm, một tiếng vang thật lớn, kiếm quan càng tăng lên, kiếm ý lăng thiên. Trong nháy mắt này, đáng sợ kiếm khí như vỡ đê hồng thủy như nhau, đánh thẳng tới. Phá hủy thiên địa, muốn đem chính nhất thiếu sư chém giết. Đến hay lắm, đối mặt như vậy giết chóc vô địch kiếm khí, chính nhất thiếu sư chiến ý vang dội, cùng cười một tiếng, muốn chọi cứng xuống một kiếm này, chen, một tiếng vang lên, thế nhưng, chính nhất thiếu sư còn không có chọi cứng một kiếm này thời gian kim sử kiếm hào giết chóc vô địch một kiếm lại bị đẩy ra một kiếm bị chọc lệch cũng không hề chém tới chính nhất thiếu sư mọi người không khỏi trở nên ngẩn ra ai vậy xuất thủ cứu chính nhất thiếu sư đây đem mọi người xem rõ ràng thời gian chỉ thấy chính nhất thiếu sư bên cạnh đã đứng nữ tử đây chính là chính nhất giáo đệ tử hứa thúy mi hứa thúy mi tới đưa chiến thư thời gian rất nhiều người đều nhìn thấy nàng đi đem mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời gian, hứa Thúy Mi liền lôi kéo chính nhất thiếu sư xoay người mà chạy. Hứa Thúy Mi đột nhiên lôi kéo chính nhất thiếu sư xoay người mà chạy, cái này càng làm cho tất cả mọi người trở nên ngạc nhiên, tất cả mọi người không khỏi trở nên ngẩn ra. Tất cả mọi người còn không nghĩ tới, như chính nhất thiếu sư như vậy tồn tại, cũng sẽ đào tẩu, cái này có phần thật bất khả tư nghị đi. Ta có thể chiến đánh một trận bị Hứa Thúy Mi lôi kéo xoay người mà chạy chính nhất thiếu sư bất mãn không khỏi đối Hứa Thúy Mi nói thầm nói rằng Hứa Thúy Mi nói rằng ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn nói tốc độ như thiểm điện Hướng Vân đê học viện phương hướng bay đi không chiến lại làm sao biết đây chính nhất thiếu sư đương nhiên không phục nói rằng rồi hãy nói ta làm sao e ngại cũng có không cần e ngại Hứa Thúy Mi lạnh nhạt nói tự nhiên có người trừng trị hắn người tới khiêu chiến trẻ tuổi lão tổ xuất thủ làm trái bối đạo nghĩa đây là phật đà thánh địa chuyện tình đương nhiên muốn từ phật đà thánh địa người đến xử lý chính nhất thiếu sư tuy rằng không phục thế nhưng lại không thể làm gì không thể làm gì khác hơn là đi theo hứa thúy mi trốn đây là làm cái gì mới vừa mới bắt đầu chính nhất thiếu sư cùng hứa thúy mi đột nhiên đào tẩu cái này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi ngạc nhiên Mọi người cũng không nghĩ tới là kết quả như vậy. Tất cả mọi người đoán vài loại kết quả, nhưng loại kết quả này bọn họ cũng không nghĩ tới, mọi người cũng không nghĩ đến, chính nhất thiếu sư lại đột nhiên đào tẩu. Chương 3806, trốn chỗ nào? Chính nhất thiếu sư đột nhiên trốn, kết quả như vậy làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp không chỉ là chính nhất giáo đệ tử, chính là Phật Đà Thánh Địa đệ tử đều mắc choáng ván. Trước đó, chính nhất thiếu sư, là cỡ nào thần thái phấn khởi, là cỡ nào khí phách mười phần, là cỡ nào bể nghệ thiên hạ. Thế nhưng, hiện tại ở cái này đột nhiên, chính nhất thiếu sư dĩ nhiên xoay người mà chạy, như vậy một mạng, bất luận kẻ nào nhìn đều không pháp tướng thư, đều cho là mình là lầm. Trước đó, chính nhất thiếu sư quét ngang Phật Đà Thánh Địa không địch thủ trước sau đại bại kim sử hổ bí, kim thiền Phật tử, độc cô Lam, có thể nói, chính nhất thiếu sư biểu hiện ra thực lực, ở trẻ tuổi đã không người có thể địch. Coi như là chính nhất thiếu sư quyết đấu kim sử kiếm hào thời gian, cũng chưa thấy đến chính nhất thiếu sư thực sự sẽ thảm bại ở kim sử kiếm hào trong tay, có thể nói, ở mới vừa thời gian. Chính nhất thiếu sư chỉ là cùng kim sử kiếm hào ngắn ngủi nơi tiếp xúc nhất chiêu mà thôi, hai người bọn họ ở giữa, nếu bạn về thắng bại, còn hơi sớm. Nhưng mà, Chính là như vậy dưới tình huống, chính nhất thiếu sư lại bị hứa Thúy mi lôi kéo xoay người bỏ chạy. Chuyện này nhất thời làm cho tất cả mọi người đều mắc choáng váng. Tình huống như vậy, đó là không hề giống chính nhất thiếu sư, trong con mắt của mọi người, chính nhất thiếu sư bực nào bể nghệ bác hoang, bực nào khí phách mười phần, hắn tuyệt đối không phải là cái loại này không đánh mà chạy người, hắn tuyệt đối không phải là cái loại này khiếp đảm người. Nếu như chính nhất thiếu sư là cái loại này khiếp đảm người, hắn cũng sẽ không đang thương thất mã nơi sát nhập vào Phật Đà Thánh Địa, một mình đấu toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, một cái khiếp đảm người, cũng không có can đảm kia đi một mình đấu người trong thiên hạ. Thế nhưng, bất luận nói như thế nào, ở giờ này khắc này, chính nhất thiếu sư lại xoay người mà chạy, bất luận cái gì tận mắt thấy tình cảnh như vậy người, đều cảm thấy bất khả tư nghị, chuyện đã xảy ra mới vừa rồi, đó thật là quá bất hợp lý. Đây là làm cái gì, có người nhìn không được lớn tiếng kêu lên, còn không có phân thắng bại, liền muốn chạy trốn, đây là uống lộn thuốc A. Đây không phải là mọi người chỗ trong tưởng tượng chính nhất thiếu sư, cũng không phải mọi người có khả năng biết rõ chính nhất thiếu sư, cho nên, đem chính nhất thiếu sư trốn lúc đi, mọi người cũng không tin. Cái này vậy là cái gì sách lược? Liền thế hệ trước đại nhân vật, đại giáo lão tổ, thấy chính nhất thiếu sư đi theo hứa Thúy mi xoay người mà chạy, cũng là thoáng cái như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc tất cả mọi người không cho là chính nhất thiếu sư biết sợ kim sử kiếm hào không tin chính nhất thiếu sư là cái loại này không đánh mà chạy người hơn nữa ở vừa mới chỉ là ngắn nơi tiếp xúc nhất chiêu mà thôi chính nhất thiếu sư chưa chắc sẽ thua ở kim sử kiếm hào trong tay thế nhưng hết lần này tới lần khác ở tình huống như vậy dưới chính nhất thiếu sư lại xoay người mà chạy cái này có phần thật bất khả tư nghị đi trốn kim sử kiếm hào cười lớn một tiếng nói rằng ngươi có thể trốn đi nơi nào? Cho dù đem về chính nhất giáo, bản tọa muốn giáo huấn ngươi một hai. Kim sử kiếm hào khí thế lớn người, có bao trùm bát hoang tư thế, trong lúc phất tay khí tức chính là thập phần sắc bén, khiến người ta cảm thấy cũng không khỏi sợn tóc gáy, hắn giống như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, vô cùng sắc bén, tùy thời đều có thể đem người đâm bị thương. Ở chính nhất thiếu sư xoay người mà chạy thời gian, kim sử kiếm hào không nóng nảy, cũng không có lập tức vô cùng tóc đuổi theo giết chính nhất thiếu sư. Mà là xa xa theo sát ở chính nhất thiếu sư phía sau, đi bộ còn hơn, làm cho cảm giác giống như là buông dài tuyến treo cá lớn như nhau. Bỏ chạy vân nê học viện. Thấy chính nhất thiếu sư cũng không phải là chạy ra Phật Đà Thánh Địa, mà là trốn hướng vân nê học viện, chuyện này nhất thời để rất nhiều người đều ngây dạy. Nếu như nói, chính nhất thiếu sư thật là muốn chạy trốn, vậy làm sao cũng phải chạy ra Phật Đà Thánh Địa. Nhưng mà, lúc này chính nhất thiếu sư lại đi theo Hứa Thúy Mi, trốn hướng về phía Vân Nê Học viện. Chẳng lẽ là hoảng hốt chạy bừa? Thấy chính nhất thiếu sư trốn vào Vân Nê Học viện. Chuyện này nhất thời để mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người không rõ chính nhất thiếu sư vì sao trốn vào Vân Nê Học viện. Lẽ nào chính nhất thiếu sư là muốn tìm kiếm Vân Nê Học viện ngũ sắc thánh tôn cầu cứu a? Hướng ngũ sắc thánh tôn tìm kiếm che chở a? có trẻ tuổi cường giả thấy như vậy một màn, phục hồi tinh thần lại, không khỏi thì thào nói nói. Nói như thế, cũng để cho không ít người cảm thấy có thể, nếu như chính nhất thiếu sư thực sự không địch lại kim sự kiếm hào, hắn có thể thật sự có khả năng hướng ngũ sắc thánh tôn cầu cứu, dù sao, là một trong bốn đại tông sư ngũ sắc thánh tôn. Ở trên thực lực, hẳn là có thể áp chế kim sự kiếm hào. Cho dù hắn thực sự hướng ngũ sắc thánh tôn cầu cứu, ngũ sắc thánh tôn dựa vào cái gì sẽ che chở bọn họ đâu. Cũng có vân nê học viện học sinh nói thầm một tiếng, cảm thấy chính nhất thiếu sư trốn hướng vân nê học viện, đó là thập phần thái quá chuyện tình. Cái này liền không nói được rồi, nghe nói, ngũ sắc thánh tôn còn trẻ lúc, từng du lịch thiên hạ, ở chính nhất giáo ngay người thật lâu, cùng chính nhất giáo không ít tuấn kiệt thiên mới chung nhau rất tốt, đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ giao tình vẫn còn đang. Cũng có thế hệ trước đại nhân vật từ từ nói mọi người thấy chính nhất thiếu sư cùng hứa thúy mi trốn vào vân nê học viện chuyện này nhất thời liền làm cho tất cả mọi người càng thêm tò mò cho nên có người nhịn không được đi theo nói rằng đi đi xem cái này đến tột cùng muốn xảy ra chuyện gì là nha đi xem nhìn một cái cái này đến tột cùng sẽ như thế nào tra ra manh mối những người khác cũng đều đều đi theo trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đi theo chính nhất thiếu sư bọn họ đi vào vân nê trong học viện đem vân nê học viện một ít ở lại học sinh học sinh, thấy đột nhiên nhiều như vậy tu sĩ cường giả dũng mãnh vào học viện. Bọn họ đều mặc mộng ép, không biết đây là đã xảy ra chuyện gì. Chính nhất thiếu sư cùng hứa Thúy mi không chỉ có là trốn vào vân nê học viện, nhưng lại trốn lên vạn lô phong, những người khác biết sau đó, cũng đều đều đi theo. Về phần kim sử kiếm hào, căn bản cũng không sợ chính nhất thiếu sư đào tẩu, tựa hồ chính nhất thiếu sư chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn đều có thể đuổi lên giống như vậy, cho nên, ở phía sau, kim sử kiếm hào nhàn định tín bộ, không nhanh không chậm theo sau. Ở bình thường, vân nê học viện vạn lô phong, đó là phi thường náo nhiệt, có rất nhiều vân nê học viện hội học sinh đến đây luyện tạo khí giới. Nhưng, hôm nay, vạn lô phong tỏ ra thập phần quạng cu ẻ, không chỉ có vạn lô phong tỏ ra quạng cu ẻ, hơn nữa vạn lô phong đám lô miệng lò lửa đều dập tắt, mọi người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì hôm nay tất cả mọi người đi quan kháng độc cô làm ước chiến chính nhất thiếu sư, cho nên, rất ít học sinh lưu thủ ở vân nê học viện, chớ nói chi là vạn lô phong. Cho nên, tới vạn lô phong thời gian, mọi người thấy vạn lô phong đám lô miệng lò lửa đều dập tắt, tất cả mọi người không khỏi trở nên kỳ quái. Đã xảy ra chuyện gì, thế nào lò lửa đều dập tắt? Có không ít vân nê học viện học sinh đều thất kinh. Đều hỏi. Liên tại rất nhiều học sinh đều thầm giật mình thời gian Ở vạn Lô Phong đỉnh núi lên Cũng đã truyền đến công, công, chen, đánh sát thanh âm Đỉnh núi cho tới nay cũng không có lò lửa Nơi đó lò lửa đã sớm dập tắt rất lâu rồi Sớm sẽ không có người ở đỉnh núi lên luyện tạo khí giới Hiện tại đột nhiên Mặt trên đang 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 truyền đến đánh sát thanh âm Điều này làm cho rất nhiều người cũng không khỏi trở nên ngoài ý muốn Đi lên xem một chút Phục hồi tinh thần lại sau đó tất cả mọi người đều vượt qua vạn lô phong đỉnh đi. Vạn lô phong đỉnh núi, sớm thì không phải là bộ dáng trước kia. Bây giờ vạn lô phong đỉnh lò, đã là so với trước đây lùng không ít. Lúc này vạn lô phong đỉnh núi, thoạt nhìn giống như là một cái lớn vô cùng miệng núi lửa, hơn nữa, ở giờ này khắc này, nghe được phốc thông, phốc thông, phốc thông thanh âm âm vang lên, dường như nham thạch nóng chảy cùng cùng như nhau. Đương nhiên, tại đây như miệng núi lửa thông thường trên đỉnh núi lăn lộn không phải là nham thạch nóng chảy, mà là nước thép, hoặc nói là khoáng nước. Ở phía sau, toàn bộ vạn lô phong đỉnh núi giống như là một cái nồi hơi, mà đang ở cái này qua trong lò, lò lửa là ứa ra, ở hừng hực lò lửa luyện đốt dưới. Trong lò nước thép cuồn cuộn sôi trào không thôi. Đây là vạn lô phong chân diện mục, trên thực tế, vạn lô phong bản thân liền là một cái lớn vô cùng lô miệng, ở trước đây, có rất nhiều vô địch hạng người, đều ở nơi này luyện tạo qua cường đại vô địch khí giới. Thế nhưng, một cái lại một cái vô địch hạng người ở vạn lô phong luyện tạo binh khí dưới tình huống, không chỉ là có thể dùng vạn lô phong lò lửa thụ đến lượng lớn tổn hao, đồng thời, ở một lần lại một lần luyện tạo binh khí dưới tình huống, ở vạn lô phong trên đỉnh nhiên đổ ra số lớn phế thiết thiết chấp. Cái này tất cả phế thiết thiết chấp đông lạnh sau đó, thành một tầng lại một tầng nham thạch đem toàn bộ vạn lô phong đều thật cao nơi chất đóng. Kể từ đó, ở lò lửa hao tổn dưới tình huống, lại có số lớn phế thiết thiết chấp, có thể dùng vạn lô phong lô mạch bị lấp, đỉnh núi lên cũng không còn cách nào toát ra lò lửa, cái này cũng có thể dùng vân nê học viện phải ở vạn lô phong những bộ vị khác đào ra một cái lại một cái tiểu lô miền. Mặc dù nói, khuynh đảo ở vạn lô phong đỉnh núi lên phế thiết nước thép là vật vô dụng, thế nhưng, phải biết rằng, tại đây trong luyện tạo binh khí người vậy cũng là vô địch đạo quân chí tôn thiên tôn bọn họ luyện tạo khí giới là cỡ nào cường đại bực nào vô địch bọn họ sử dụng tài liệu là cỡ nào trân quý là cỡ nào vô song cho nên ngã vào vạn lô phong trên đỉnh phế thiết nước thép làm lạnh đông đặc sau đó đó cũng là cứng rắn không gì sánh được có thể dùng hậu nhân rất khó lại bổ ra vạn lô phong đính nhưng mà ở lý thất giả dạ phân phó dưới lão nô cũng là mất cửu ngưu nhị hổ khí lực đem vạn lô phong đỉnh núi đông đặc phế thiết nước thép đánh nát. Ở phía sau, Lý Thất Giả dạ đã thúc giục vạn lô phong lò lửa, đem sở hữu đông đặc phế thiết nước thép toàn bộ hòa tan. Khiến chúng nó tiếp tục tại vạn lô phong lô trong miệng dung luyện. Cũng chính bởi vì vậy, này mới khiến mọi người tận mắt thấy trước mắt như vậy một màn. Có vân nê học viện lão sư cũng không có đi quan kháng độc cô Lam cùng chính nhất thiếu sư một màn bọn họ ngược lại là ở lại vạn lô phong quan kháng lý thất giả luyện thiết. Cho nên, thấy vạn lô phong đỉnh núi đại trong lò nước thép cuồn cuộn, điều này làm cho vân nê học viện lão sư cảm khái không gì sánh được. Đã bao nhiêu năm, vạn lô phong lô đầu lại lại thấy ánh mặt trời. Thấy như vậy một màn, một vị niên kỹ thập phần già đời lão sư không khỏi cảm khái không gì sánh được. Vị lão sư này từng là chứng kiến một cái lại một thời đại, ngày hôm nay lại gặp được vạn lô phong lô đầu một lần nữa luyện tạo khí giới điều này làm cho hắn vô cùng than thở tại sao muốn luyện phế thiết nước thép đây cũng có vân nê học viện lão sư thấy như vậy một màn hết sức kỳ quái bởi vì ở phía sau lý thất dạ theo cuồng cùng thiết chấp bên trong moi lên một khối lại một khối không có triệt để hòa tan đi phế thiết lại một lần lại một lần rèn luyện sau đó lại nhưng trở về lô đầu trong lý thất dạ dùng để rèn luyện thiết chú y chính là vẫn đặt ở cái này vạn lô phong lên kia thanh cự chù y. Chương 3807, đánh sắt. Công, công, chen thanh âm âm vang lên, lý thất dạ một lần lại một lần nơi gõ phế thiết, tại hắn gõ, phế thiết hình như là bị nặng ra nước hải miên như nhau, một lần lại một lần gõ dưới, lại có thiết chấp chảy ra, phế thiết vượt gõ càng nhỏ. Hơn nữa, đem lý thất dạ dơ lên thiết chu y một lần lại một lần gõ mà ở dưới thời gian, mỗi một lần gõ vào phế thiết lên thời gian, sẽ nghe được đùng, đùng, thiểm điện tiếng vang lên, trong chớp mắt này ở giữa, sẽ văng lên điện hoa, toàn bộ thiết chu y muốn trong chớp mắt này ở giữa bị kích hoạt như nhau. Thiết chu y lên văng lộ sáng lên một cái, nhưng, theo dơ lên, lại trong nháy mắt ảm đạm xuống. Này xa xa vây xem vân nê học viện các sư phụ cũng không khỏi trở nên kỳ quái, những lão sư này cũng là kiến thức cực lớn, nhưng như lý thất dạ này vậy thành tựu, bọn họ cũng là trăm mối không hiểu được. Những thứ này phế thiết, còn hữu dụng a. À? Có lão sư không khỏi nói thầm một tiếng, nói rằng, như vậy lò lửa đem lấy ra luyện tuyệt thế binh khí nha. Vạn Lô Phong Lô đầu dập tắt trăm nghìn vạn năm sau đó, hiện tại lại một lần nữa bị nhen lửa, đây đã là thập phần chuyện không bình thường. Đối với Vân Nê học viện mà nói, còn đây là đại sự hàng đầu. Có như vậy lò lửa, không chỉ nói là vân nê học viện học sinh, chính là vân nê học viện vô cùng cường đại lão sư, đều muốn dùng nơi này lò lửa tới rèn luyện binh khí của mình. Nhưng mà, hiện tại lý thất dạ lại cầm như vậy lò lửa, như vậy lô đầu tới rèn luyện phế thiết, cái này cần thẳng chính là bạo thiên điển vật, quả thực chính là quá lãng phí như vậy lò lửa. Đương nhiên, vạn lô phong lò lửa là do lý thất dạ châm, cho dù lý thất giả lấy ra rèn luyện phế thiết, vân nê học viện các sư phụ, cũng không dám nói thêm cái gì. Bọn họ chỉ có thể nói là quá đáng tiếc, cũng quá phí của trời. Cũng để cho vân nê học viện các sư phụ cảm thấy bất khả tư nghị, những thứ này đã hòa tan phế thiết, đều là do năm này vô địch hạng người khuynh đảo ở nơi này phế thiết thiết chấp, có thể nói, đã không có bao nhiêu giá trị lợi dụng, ít nhất đối với bọn hắn cấp bậc này tồn tại mà nói, như vậy phế thiết thiết chấp, Đích thật là không có gì giá trị quản chi những thứ này phế thiết thiết chấp đã từng là tiên kim thần thiết đúc thành lúc để lại Nhưng, phế thiết chính là phế thiết, đối với tu sĩ bình thường mà nói Có thể bao nhiêu tác dụng sẽ có, nhưng, đối với cường đại các sư phụ mà nói Đối với có đại lượng tư nguyên vân nê học viện mà nói Những thứ này phế thiết thiết chấp xác thực là không có tác dụng gì Hơn nữa, vân nê học viện lão sư cũng rất rõ ràng Lý thất dạ tuyệt đối không phải là cái gì đệ tử nghèo, tuyệt đối sẽ không nghèo đến cần phải đi rèn luyện những thứ này phế thiết tới để luyện ra nguyên vật liệu. Nếu như lý thất dạ thực sự cần nguyên vật liệu, hắn chỉ cần mở miệng, không biết có bao nhiêu lão sư nguyện ý giúp hắn một tay. Hiện tại, lý thất dạ dĩ nhiên theo phế thiết trong mò ra những thứ này không hòa tan đi cục sắt. Một lần lại một lần rèn luyện gõ, hơn nữa, rèn luyện gõ sau đó, lại bắt bọn nó ném vào sôi trào cùng cùng phế thiết thiết chấp trong, cái này để vân nê học viện lão sư trăm mối không hiểu được. Có thể, đối với chúng ta mà nói, những thứ này phế thiết thiết chấp cũng không có tác dụng gì. Một vị khác lão sư không khỏi trầm ngâm nói, thế nhưng, đối với lý thất dạ mà nói, nhưng là khác rồi, hắn thế nhưng có thể sáng tạo kỳ tích người nha, nói không chừng, hắn có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đích thật là có khả năng này. Một người khác vẫn chú ý lý thất giả lão sư cũng không khỏi gật đầu. Từ từ nói, lý thất giả bán như vậy lực đi rèn luyện những thứ này phế thiết thiết chấp, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ, cái này nhất định là có lý do của hắn. Từ lý thất giả ở Nam Tây Hoàng đi ra tới nay, quan tâm nhất lý thất giả nhất cử nhất động người, đó là không phải vân nê học viện các sư phụ chỗ muốn, không cũng chỉ có một hai vị lão sư đang chăm chú lý thất giả, trên thực tế, vân nê học viện không ít lão sư đều chú ý tới lý thất giả nhất cử nhất động. Cái thanh này thần truy, trước kia, cũng chỉ có vô địch đạo quân, vô thượng chí tôn mới có thể nhất lên được nha. Nhìn lý thất giả dơ lên thật cao thiết chú ý, một lần lại một lần gõ phế thiết cục sắt, có một vị năm đã già đời lão sư không khỏi cảm khái nói rằng, từ lò lửa sau khi tắt, không còn có người dơ lên cái thanh này thần nện cho, ngày hôm nay, lại một lần nữa bị dơ lên, sinh thời, có thể còn có thể lại liếc mắt nhìn sự thần kỳ của nó. Cái thanh này thần truy, có chỗ nào thần kỳ đây? Có nhập học viện tương đối trẻ lão sư nghe được nói như vậy, có vài phần hiếu kỳ. Dẫn thiên địa lôi hỏa. Vị này già đời vô cùng lão sư không khỏi cảm khái nói rằng, quy lực tuyệt luân, nếu là nó quy lực toàn bộ khai hỏa. Chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể chịu đựng được. Nói đến đây, vị này năm đã già đời lão sư, trong đôi mắt lộ ra hướng tới. Hắn đã từng thấy qua cái thanh này thần truy ở đạo quân trong tay dẫn thiên địa lôi hỏa tình cảnh, như vậy một mạng, thật sự là quá chấn động lòng người. Bất quá, nghìn trăm vạn năm trôi qua, cái thanh này thần truy sớm sẽ không có người có thể lại dơ lên nó, thế nhân đã sớm quên mất nó dẫn thiên địa lôi hỏa uy lực, chỉ sợ không ai nhớ kỹ nó là một thanh thần nện cho, ở rất nhiều người trong mắt, chỉ sợ nó chẳng qua là một thanh phổ thông thiết chú y mà thôi liên tại những lão sư này xa xa vây xem lý thất dạ đập phế thiết cục sắt lúc hứa thúy mi mang theo chính nhất thiếu sư đã tới ở đây công tử mau cứu lấy chúng ta hứa thúy mi bận rộn lý thất dạ cầu cứu lý thất dạ cũng không có dừng lại động tác trong tay gõ phế thiết cục sắt chỉ là khiết nàng liếc mắt hơi hợt nói rằng ngươi còn muốn ta cầu tại đây trong còn có mấy người có thể giết ngươi lời không thể nói như vậy đây Hứa Thúy Mi cười hì hì nói, nơi này là công tử địa bàn, hiện tại có người không nói đạo nghĩa, lấn phụ chúng ta, công tử có phải hay không hẳn là đứng ra giữ gìn lẽ phải đây? Là a. À? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thẳng nhiên nói, công đạo, chỉ sợ giá trị không được vài đồng tiền. Hứa Thúy Mi nháy mắt một cái, cười duyên, nói rằng, trong lòng ta, công tử công đạo, đó là vô giá, công tử ngươi nói, có phải hay không đây? Nói ngôn ngữ ở giữa đã có nũng nịu ý nhị đi theo mà đến chính nhất thiếu sư triệt để không nói hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi thậm chí có thể nói đối với kim sử kiếm hào truy sát hắn đều không quan tâm một điểm không lo lắng sinh mệnh an nguy trái lại trước mắt một màn này đưa tới hắn hứng thú rất lớn nhìn như thế một đại lô cuồng cuộn dành sôi phế thiết nước thép điều này làm cho chính nhất thiếu sư tràn ngập tò mò đối với hứa thúy mi nói như vậy Lý thất dạ cũng không khỏi mỉm cười nở nụ cười, lạnh nhạt nói, chính nhất giáo có ngươi như thế một cái đệ tử, thật đúng là rất may. Ta tất cả tốt, cũng không như công tử một đầu ngón tay. Hứa Thúy Mi rung đùi đắc ý, một bộ làm nũng và lấy lòng dáng dấp, nàng lần này dáng dấp, người xem liền thích. Lý thất dạ cũng không khỏi cười một tiếng, người thông minh, không cần nói quá nhiều. Công tử đây là muốn luyện cái gì khí giới? Chính nhất thiếu sư nhìn xung quanh trước mắt như thế một đại lô phế thiết thiết trấp. Nói rằng, như vậy nguyên vật liệu, vậy thật là có chút kỳ quái. Được rồi, ngươi cũng đừng khoe khoang ngươi kiến thức. Hứa Thúy Miên nhẹ nhàng mà vỗ một cái chính nhất thiếu sư cái óc xác, cười mắng nói, ngươi điểm ấy chút tài mọn, ở công tử trước mặt khoe khoang chính là làm trò cười cho người trong nghề nhà. Công tử cử chỉ, lại chỗ nào là ngươi có thể đoán? Chính nhất thiếu sư là người ra sao không ai bị nổi thiên tài, quét ngang nam Tây hoàng trẻ tuổi không địch thủ, bất luận cái gì thời gian, hắn đều là thần thái phấn khởi, bể nghệ bác hoang, dưới mắt không còn ai, khí phách mười phần. Có thể nói là còn trẻ đồng lứa không người có thể sánh vai. Cũng có thể nói, chớ nói trẻ tuổi, coi như là thế hệ trước, cũng không có ai dám đối xử với hắn như vậy thất lễ, cũng không thấy ai sẽ đối với hắn như vậy tùy ý, thế nhưng, bị hứa thúy mi như vậy thông thường vỗ vào cái óc xác, Chính nhất thiếu sư không tức giận, không thể làm gì khác hơn là cười khang một tiếng, ngượng ngùng vừa cười vừa nói, ta bị câu dẫn lên hứng thú, muốn thăm dò một chút trong đó huyền diệu mà thôi, lại chỗ nào dám khoe khoang đây. Chẳng biết trong liền người, thấy như vậy một màn, nhất định sẽ cảm thấy bất khả tư nghị. Hứa Thúy Mi chẳng qua là chính nhất giáo đệ tử bình thường mà thôi, cũng dám đối quyền cao chức trọng chính nhất thiếu sư vô lễ như vậy, mà chính nhất thiếu sư lại một điểm sinh khí cũng không có đây quả thực là quá bất hợp lý chứ. Ở phía sau, đã có rất nhiều tu sĩ cường giả chạy tới vạn lô phong đỉnh núi. Đỉnh núi lò lửa dĩ nhiên, trăm nghìn vạn năm sau đó, lại bắt đi. Thấy trước mắt như vậy một màn, rất nhiều người cũng là bất khả tư nghị, kinh hô một tiếng. Lò lửa, như vậy tốt quá. Vân nê học viện học sinh so với ai khác đều vui vẻ, cái gọi là nói, gần quan được ban lộc. Vạn lô phong đính lò lửa, sau đó bọn họ hữu cơ lại ở chỗ này luyện tạo khí giới cái này đối với bọn hắn mà nói như thế nào không phải là một chuyện đáng giá cao hứng tình đây là lý thất dạ ở phía sau mọi người cũng đều chú ý tới lý thất dạ trong khoảng thời gian ngắn để sở hữu chạy tới người xem náo nhiệt cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau tất cả mọi người không khỏi đều thoáng cái cảm thấy kỳ quái lẽ nào chính nhất thiếu sư là hướng lý thất dạ cầu cứu Hướng cầu Lý Thất Dạ che chở Thấy như vậy một màn, Có tu sĩ trẻ tuổi thoáng cái liền bối rối Cũng có cường giả không tin Nói rằng Điều này sao có thể Chính nhất thiếu sư mạnh mẽ như vậy Lúc nào cần hướng Lý Thất Dạ cầu cứu rồi Hướng Lý Thất Dạ cầu che chở Cái này nói không thông nha Chính nhất thiếu sư chính nhất giáo người Lý Thất Dạ là Phật Đà Thánh Địa Người Cho dù chính nhất thiếu sư hướng Lý Thất Dạ cầu cứu Lý Thất Dạ sẽ cứu A cũng có tu sĩ không nhịn được cô một tiếng. Chuyện đã xảy ra hôm nay, thật sự là quá bất hợp lý. Đầu tiên là bể nghệ bác hoang, còn trẻ vô địch chính nhất thiếu sư đột nhiên đào tẩu, không đánh mà chạy, cái này làm cho tất cả mọi người điệt phá kính mắt. Hiện tại để cho người không nghĩ thấu là, chính nhất thiếu sư cũng không thoát khỏi Phật Đà Thánh Địa, đem về chính nhất giáo, hoặc chạy trốn tới người địa phương an toàn. Hắn dĩ nhiên trốn tới vân nê học viện, cùng lý thất dạ cùng một chỗ, lẽ nào đây là muốn hướng lý thất dạ cầu cứu, cái này có phần thật bất khả tư nghị đi. Không có gì không có khả năng, lý thất dạ làm việc, chính là như vậy bất khả tư nghị. Cũng có người vẫn chú ý lý thất dạ, cảm thấy chuyện này cũng không có gì không thể nào. Ở phía sau, người xem náo nhiệt đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chính nhất thiếu sư hướng lý thất dạ cầu cứu, đây là tám cây tử đều ai không chuyện tình. Hiện tại lại góp ở cùng nhau, tất cả mọi người xem không rõ, không biết chính nhất thiếu sư đây là trong hồ lô bán thuốc gì. Chương 3808 Ngu Xuẩn Ở phía sau, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả đã nhìn chầm chầm lý thất giả, dạ. tất cả mọi người ngừng thở, đặc biệt thế hệ trẻ tu sĩ, càng đang mong đợi kim sự kiếm hào thật tốt giáo huấn lý thất giả. Dạ thậm chí đem lý thất giả chém. Có thể nói, vào lúc này, bất luận kẻ nào xem ra, chém giết lý thất giả điều kiện đã rất thành thục, dù sao, cho hắn cài nút một cái cấu kết chính nhất giáo mũ, bất luận thế nào trốn đều trốn không thoát. Vào ngày thường trong, lý thất giả là kim sử vương triều kim đao sử giả, những người khác có thể không làm gì được hắn, thế nhưng... Kim sử kiếm hào liền không giống nhau, nói thực lực có thực lực, nói vị có địa vị, Kim Sử Kiếm Hào thực sự quyết tâm muốn giết Lý Thất Dạ, chỉ sợ hắn cái này Kim Đao Sử Giả thân phận chưa chắc hảo sử. Đối với Kim Sử Kiếm Hào, Lý Thất Dạ chỉ là nhìn hắn một cái, hơi hợt, nói một câu nói, "Mắc mớ gì tới ngươi?" Lời này thô tục trực tiếp, để tất cả mọi người tại chỗ nghe được cũng không khỏi ngẩn ra. Bất kể là ai, tự hồ cũng nói lời như vậy, dù sao, ở trước mắt bao người, đặc biệt đối mặt Kim Sử Kiếm Hào như vậy đại nhân vật, nói thẳng ra thô tục như vậy quê mùa thật sự là để cho người ta có chút khó với tiếp thu kim sử kiếm hào không khỏi biến sắc hắn cười lạnh một tiếng hai mắt hàng mang bùng cháy mạnh đáng sợ sát khí phun ra nuốt vào không ngừng ở phía sau kim sử kiếm hào chút nào cũng không có đi che liễm sát khí của hắn hắn đáng sợ sát khí nồng nặc vô cùng biểu hiện ra ở phía sau bất luận kẻ nào đều có thể cảm thụ được hắn đối lý thất giả dạ sát khí hơn nữa kim sử kiếm hào đó cũng là trần trụi địa biểu đạt đi ra không thèm để ý chút nào quản chi để tất cả mọi người biết hắn muốn giết lý thất dạ hắn không cố kỵ chút nào tiểu tử ngươi thật sự cho rằng kim đao sử giả thân phận có thể che chở ngươi sao kim sử kiếm hào trong đôi mắt sát ý tăng vọt hàng quang đoạt tâm hồn người như rét lạnh kiếm trong nháy mắt đâm vào trái tim của người ta như nhau để cho người ta không khỏi run lập cập hắn lạnh giọng nói đừng tưởng rằng ở kim sử vương triều có hắn cho ngươi chỗ dựa ngươi liền thực sự có thể vô pháp vô thiên kim sử kiếm hào nói như vậy để không ít người nhìn nhau liếc mắt cũng không có thiếu người muốn biết kim sử kiếm hào trong miệng hắn đến tột cùng là ai lý thất dạ là ngoại nhân có thể trở thành là kim sử vương triều kim đao sử giả điều này nói rõ hắn ở kim sử vương triều nhất định là có người làm chỗ dựa hơn nữa còn là thập phần khó lường tồn tại nhất định là tổ miếu lão tổ nếu không tự không khả năng để lý thất giả trở thành kim đao sử giả cho nên ở phía sau bất luận là ở kim sử vương triều làm quan người còn là cái khác đại giáo cương quốc cường giả bọn họ đều thật tò mò kim sử kiếm hào trong miệng hắn đến tột cùng là ai tất cả mọi người muốn biết lý thất giả phía sau chỗ dựa vững chắc đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu dù sao lý thất giả phía sau chỗ dựa vững chắc cường đại tại không chuyện này sẽ quyết định không ít đại giáo cương kế lớn của đất nước không cùng lý thất giả trở ngại. Ngu xuẩn, liền tiểu bối cũng không bằng. Lý thất Dạ cười không khỏi lắc đầu một cái, nói rằng, ta mình chính là vô pháp vô thiên, cần gì cần nhờ núi. Khẩu khí thật là lớn. Kim sử kiếm hào hai mắt nghiêm lại, lạnh lẽo âm u nói, đã như vậy, người có lớn như vậy tự tin, bản tọa liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết, là kim sử vương triều một thành viên không quy kỷ bất thành phương viên quá hướng trên mặt giác vàng ta không phải là các ngươi kim sử vương triều người lý thất giả phất tay các đức kim sử kiếm hào nói đến đây khiết hắn liếc mắt lạnh nhạt nói hơn nữa chỉ ngươi công phu mèo quào còn giáo huấn người ai cho ngươi tự tin quá đem mình làm làm một sự việc lý thất giả cái này vừa nói ở đây tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí cũng không có thiếu người cười khổ một cái lý thất giả kiêu ngạo tất cả mọi người không phải lần đầu tiên kiến thức trước đó đối với kim sử hổ bí đối với thần ảnh thánh tử hắn đều là phách lối như vậy hiện đang đối mặt kim sử kiếm hào vẫn là lớn lối như thế thậm chí là càng thêm kiêu ngạo phải biết rằng kim sử kiếm hào đây chính là có thể sánh vai tại tứ đại tông sư tồn tại đây cũng không phải là kim sử hổ bí thần ảnh thánh tử muộn vậy bối có thể sánh được Thế nhưng, hiện tại lý thất dạ vẫn như cũ một bộ không đem kim sử hổ bí không coi vào đầu dáng dấp, đây chính là để cho người ta hít một hơi lãnh khí. Lý thất dạ chính là lý thất dạ. Có cường giả không khỏi cười khổ một cái, thì thào nói nói, bất luận là lúc nào, đều là phách lối như vậy bá đạo, bất kể là đối mặt ai, đều là như vậy không coi ai ra gì. Đối với một ít vẫn lưu ý lý thất giả tu sĩ cường giả mà nói bọn họ đối với lý thất giả kiêu ngạo bá đạo, đều đã thành thói quen, đều nhanh chết lặng. Thứ không biết chết sống, hắn cho rằng còn giống như kiểu trước đây a, à, có tu sĩ trẻ tuổi không khỏi lạnh trên một tiếng, bất mãn hét lớn, kiếm hào chính là một đại tông sư, chỗ nào cho phép hắn làm càng. Hừ, rất nhanh hắn liền thấy hối hận, đến lúc đó chỉ sợ hắn liền một câu mạnh miệng đều nói không nên lời, hắn thật sự cho rằng kiếm hào là vãn bối có thể sánh được cũng có đã sớm đối lý thất giả bất mãn người, không khỏi cười lạnh một tiếng, chẳng đáng. Cho dù lý thất giả cường đại trở lại, quản chi hắn có thể sánh vai chính nhất thiếu sư, cũng không phải thân vương điện hạ đối thủ. Cũng có người đánh giá, nói một cách lạnh lùng, hắn nói ẩu nói tả, là tự tìm đường chết. Bị lý thất giả vừa nói như vậy, kim sử kiếm hào trong đôi mắt sát khí liền thoáng cái tăng vọt gấp mấy chục lần, đáng sợ sát khí như băng phong thiên hạ như nhau, ở đây tất cả mọi người bị hắn đáng sợ sát khí sợ đến run lập cập trong chớp mắt này ở giữa quản chi kim sử kiếm hào ánh mắt không phải là thẳng quét về phía trên người của bọn họ kim sử kiếm hào giết tức cũng không được hướng về phía bọn họ đi thế nhưng đem kim sử kiếm hào đáng sợ kia sát khí điên cuồng tăng cao thời gian tất cả mọi người cảm giác sát khí đảo qua một cái thời gian như cương đau nạo xương giống như vậy một đau đớn truyền đến sợ đến mọi người sợn tóc gáy tất cả mọi người không khỏi run rẩy một chút thật là mạnh mẽ sát khí thực lực thật là mạnh mẽ coi như là đại giáo lão tổ ở giờ này khắc này cũng không khỏi nhượng bộ lui binh vào giờ khắc này mọi người đều biết kim sử kiếm hào tức giận hơn bọn họ đều hiểu ngày hôm nay kim sử kiếm hào chỉ sợ là không phải muốn chém giết lý thất già dạ không thể kim sử kiếm hào đáng sợ như vậy sát khí bạo phát ra ngoài lúc này ai đều hiểu kim sử kiếm hào đã quyết tâm muốn chém giết lý thất dạ quản chi lý thất dạ kim đao sử giả thân phận vào giờ khắc này cũng không tốt khiến cho kiếm hào động sát tâm chỉ sợ ai tới đều cứu không được hắn có cùng kim sử kiếm hào người cùng một thời đại cảm thụ được như vậy bảo táp sát khí lúc hắn chỉ biết tiêu diệt bởi vì hắn hiểu rất rõ kim sử kiếm hào hắn tuyệt đối là một cái nói một không hai người hay hay tốt kim sử kiếm hào giận quá mà cười ở cổ dương hoàng trước mặt, hắn là nín một bụng khí không chỗ phát tiết. Hiện tại lý thất dạ như thế một cái vãn bối, dĩ nhiên leo đến trên đỉnh đầu của hắn dương oai, vậy làm sao không cho kim sử kiếm hào nộ tới cực điểm, cái này đối với hắn mà nói, vậy đơn giản chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Kim sử kiếm hào hai mắt băng lãnh, nhìn chầm chầm lý thất dạ, thần thái kia, hình như lý thất dạ như người chết như nhau, nói một cách lạnh lùng, tiểu tử, ngươi có bản lãnh gì, liền cứ lấy ra đi nhìn ngươi có thể ở trong tay ta chống đỡ được mấy chiêu ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày dỗ cướp ta lời kịch nha lý thất dạ để tay xuống bên trong đem hai tay lau đến khi sạch sẽ nhàn nhạc nở nụ cười nói rằng bất quá ngươi lầm nên lời này chính là ta nói đến đây lý thất dạ dừng một chút nhìn kim sử kiếm hào liếc mắt lạnh nhạt nói ngươi có bản lãnh gì liền sử hết ra đi nếu không chỉ sợ ngươi ở trong tay ta không chống được một hai chiêu cái gì lý thất giả dạ nói như vậy vừa ra người ở chỗ này cũng không khỏi miệng há thật lớn không ít người trở nên kinh hô một tiếng mọi người đều biết lý thất giả dạ kiêu ngạo mọi người cũng đều kiến thức quán lý thất giả dạ kiêu ngạo thế nhưng mọi người cũng không nghĩ tới lý thất giả dạ sẽ kiêu ngạo đến trình độ như vậy đây chính là kim sử kiếm hào một hai chiêu hắn hắn nằm mơ a à có trẻ tuổi cường giả phục hồi tinh thần lại, nói đều không lanh lẹ, nhưng, nhìn không được phun lý thất dạ một câu như vậy. Ở phía sau, coi như là đại giáo lão tổ, bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau liếc mắt, lý thất dạ lời này quá mức lớn lối, cũng quá mức tại ngoại hạng. Tiểu tử này, lời nói quá tự mãn. Có đại giáo lão tổ không khỏi cười khổ một cái. Trước đó, lý thất dạ chém thần ảnh thánh tử, kim sử hộ bí, đây chính là làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, mọi người cũng đều không thể không nhận thức. Lý thất giả đích thật là tà môn cực độ, cũng là thập phần đáng sợ. Thế nhưng, trước mắt kim sử kiếm hào, xa như vậy hoàn toàn không phải kim sử hổ bí, thần ảnh thánh tử có thể sánh được, lý thất giả cũng dám nói một hai chiêu phải đánh bại kim sử kiếm hào, cái này có phần là quá bất hợp lý chứ, đồ mặt dậy cũng không tránh khỏi thổi trúng lớn quá rồi đó. Thế gian, không ai có thể một hai chiêu đánh bại kim sử kiếm hào a à. có thế hệ trước cường giả sẽ không tự nói ra lời nói như vậy kim sử kiếm hào là đời trước vô song thiên tài có thể cùng tứ đại tông sư sánh vai tồn tại một hai chiêu liền có thể đánh bại hắn như vậy người đó là khủng bố cỡ nào là đáng sợ cỡ nào đây là vô địch đạo quân a à. chí tôn cũng không thấy có thể làm được nha phục hồi tinh thần lại có thế gia lão tổ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu kim sử kiếm hào thực lực cường đại cỡ nào sánh vai tứ đại tông sư muốn đánh bại hắn nói dễ vậy sao chớ nói chi là một hai chiêu nếu như nói có ai có thể một hai chiêu đánh bại kim sử kiếm hào mọi người người thứ nhất nghĩ tới đương nhiên là phật đà chí tôn hoặc là chính nhất chí tôn nhưng coi như là phật đà chí tôn chính nhất chí tôn mạnh mẽ như vậy cũng không thấy có thể chân chánh ở một hai chiêu bên trong đánh bại kim sử kiếm hào, điều này tự hồ có chút không thực tế chuyện tình. Hừ, gia trâu ai không biết thổi, sẽ không sợ đem gia trâu thổi phá. Có tu sĩ trẻ tuổi không khỏi cười nhạt, chẳng đáng. Càng có thiên tài trẻ tuổi hết lớn, thân vương điện hạ, xuất thủ tốt tốt thu thập hắn, cho hắn biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Trừng trị hắn, đã là tiện nghi hắn, nhất định chém đổi là có người không biết vì sao đối lý thất dạ này vậy hận thấu xương. Ở phía sau, kim sử kiếm hào hai mắt phun đã tuôn ra đáng sợ vô cùng quan mang. Hai mắt quan mang dường như mạch sung như nhau oanh kích mà đến, tự hồ có thể đem đại địa xuyên thủng như nhau, người xem cũng không khỏi sợn tóc gáy, run rẩy một chút. Chương 3809, Địa sát thiên hào kiếm, trong chớp mắt này ở giữa, kim sử kiếm hào hai mắt phun ra nuốt vào đáng sợ quang mang, ánh mắt đảo qua, như vạn cổ thần kiếm đảo qua, đảng quét thiên địa, ngược tứ thập phương, như trong chớp mắt này ở giữa đem thiên địa đánh thành cái sàn. Được, bản tòa cũng nhìn một chút, ngươi có nhiều thần thông, có thể một hai chiêu đánh bại bản tòa. Kim sử kiếm hào cùng cười một tiếng, tuy rằng hắn là không có tức giận dáng dấp, nhưng, đã là cuồng nộ, giận quá mà cười. Ở phía sau, Kim sử kiếm hào có thể nói là nộ tới cực điểm, hắn là lần đầu tiên như vậy bị người miệt thị. Hơn nữa còn là một cái vãn bối. Hắn kim sử kiếm hào, chính là không ai bị nổi thiên tài, ở thuở thiếu thời, thiên phú cao, coi như là ngũ sắc thánh tôn, dịp minh sư chi lưu đó cũng là cảm thấy không bằng. Tuy rằng, sau lại hắn ở ngôi vị hoàng đế tranh thất thế, nhưng, hắn vẫn như cũ kim sử vương triều nổi bậc nhất thiên tài, cũng là kim sử vương triều nhân vật mạnh mẽ là kề vai tứ đại tông sư thiên tài tuyệt thế, kim sử kiếm hào thực lực đó là không vô hoài nghi, hiện nay Phật đà thánh địa bất luận kẻ nào đều biết kim sử kiếm hào cường đại. Không nếu nói đến ai khác, coi như là cường đại như kim sử kiếm hào. Hắn sẽ không tin tưởng lý thất dạ sẽ một chiêu nửa thức có thể đánh bại hắn, hắn thấy, cái này căn bản là không thể nào. Kim Sử Kiếm Hào tự nhận là, ở hiện nay Phật Đà Thánh Địa, thậm chí là toàn bộ Nam Tây Hoàng, cũng không thể không ai có thể một hai chiêu có thể đánh bại hắn kim sử kiếm hào dù sao cũng là thân kinh bách chiến lão tổ hắn không phải là mới xuất đạo còn trẻ thiên tài bất luận là kinh nghiệm chiến đấu còn là tùy cơ ứng biến kim sử kiếm hào có kinh nghiệm đều không phải là còn trẻ thiên tài có thể sánh được kim sử kiếm hào tự nhận là lấy thực lực của hắn đủ để ngạo thì hiện nay nam tây hoàng đối mặt tứ đại tông sư nhân vật như vậy hắn vẫn như cũ lòng tin đánh một trận coi như là vô địch như Phật Đà Chí Tôn, ở Kim Sử Kiếm Hào xem ra, cũng không thể một chiêu nửa thức có thể đánh bại hắn. Ngày hôm nay Lý Thất Dạ như thế một cái vãn bối, cũng dám giỏng dạc, nói một chiêu nửa thức muốn đánh bại hắn, vậy làm sao không cho Kim Sử Kiếm Hào phẫn nộ tới cực điểm đây, cái này nào chỉ là miệt thị hắn, nào chỉ là đối với hắn chẳng đáng, vậy đơn giản chính là trần trụi nơi đối với hắn một loại nhục nhã. Cho nên, ở phía sau, Kim Sử Kiếm Hào không có phẫn nộ đến trích gào chỉ là giận dữ cười to, đều đã là thập phần có phong độ, thập phần có hàm dưỡng. Đổi lại người khác, mạnh mẽ như vậy, bị một cái vãn bối như vậy miệt thị, nói không chừng cũng sớm đã nghiến răng nghiến lợi, gầm thét muốn đem lý thất giả phá tan thành từng mảnh. Vậy ngươi chuẩn bị cho tốt đi. Lý thất giả xoa xoa tay hai tay, thần thái tự nhiên, hình như là đem hai tay lau sạch sẽ sau đó, phải thật tốt thu thập kim sử kiếm hào như nhau, nhàn nhạt vừa cười vừa nói có bản lãnh gì liền sử hết ra lý thất giả nói như vậy ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau coi như là đại giáo lão tổ cũng không tin lý thất giả thật có thể một chiêu nửa thức đem kim sử kiếm hào đánh bại đây quả thực là quá không thể nào hắn thật có thể làm được a à? có đại giáo lão tổ không khỏi nói thầm một tiếng thì thào nói nói bất quá hắn cho tới nay đều là hết sức tạ môn đó là có nhiều thủ đoạn lại thủ đoạn nghịch thiên, vậy cũng không thể nào đâu. Có vương triều thánh tổ cũng hiểu được không có khả năng, bọn họ vắt hết ốc, cũng không nghĩ ra lý thất giả dạ có cái gì nghịch thiên vô cùng thủ đoạn có thể đem kim sự kiếm hào mạnh mẽ như vậy tồn tại một chiêu nửa thức đánh bại. Về phần trẻ tuổi, đều cho rằng lý thất giả dạ là phét lát quá mức rồi, có thiên tài trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, không biết tự lượng sức mình, để thân vương điện hạ thật tốt giáo huấn hắn đi. Đối mặt lý thất dạ muộn vậy bối, kim sử kiếm hào đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu kém, hai mắt lệ trương, thần mang ngang dọc, cùng tiếu nói, cứ để cưỡi ngựa qua, ngươi có thủ đoạn gì, bản tọa đều tiếp nhận. Ở phía sau, kim sử kiếm hào cũng là sát khí ngang dọc, khí phách mười phần, hắn bộ kia xu thế, đã là không phải là phải tàn sát lý thất dạ bất quá, thậm chí có thể nói. Chém giết lý thất dạ, đã khó tiêu hắn mối hận trong lòng, hắn là phải đem lý thất dạ chém thành muôn mảnh, lúc này mới có thể để hắn trút cơn giận. Vào giờ khắc này, lý thất dạ tiện tay xốc lên cái đe sắt chiếc chu y sắt kia, đây là một thẳng đặt ở vạn lô phong rèn luyện binh khí thiết chù y, chư vị vô địch đạo quân, chí cao thiên tôn đều từng dùng nó tới chế tạo khí giới. Lý thất giả dạ tiện tay suy nghĩ một chút thiết chú y trong tay, nhắm thẳng vào kim sử kiếm hào, thần thái tùy ý, tự tại, nhàn nhạt nở nụ cười, nói rằng, cho ngươi trước cơ hội xuất thủ nếu không chỉ sợ ngươi liền cơ hội xuất thủ cũng không có nói như vậy vậy thì càng bá đạo để ở đây không ít người cũng không khỏi cười khổ một cái trên đời ở giữa ngoại trừ lý thất dạ chỉ sợ không còn có người sẽ nói ra bá đạo như vậy lợi tới vậy đơn giản chính là nhìn kỹ kim sử kiếm hào không có gì kim sử kiếm hào vậy đơn giản chính là bị lý thất dạ giận điên lên hắn ngang dọc một đời tiếu ngạo thiên hạ là một vị thiên tài tuyệt thế cường đại vô cùng lão tổ, lại bị lý thất dạ như thế một cái vãn bối nhìn tới không có gì, hắn đều sắp bị tức giận đến học máu. Mặc dù như thế, kim sử kiếm hào hắn cũng không có nổ tung. Hắn cuối cùng là thân kinh bách chiến người, hắn không khỏi thật sâu hít thở một cái khí, ổn định trong lòng sao động tức giận, hai mắt nghiêm lại, thần mang phun ra, thập phần đáng sợ. Được, bản tọa liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Kim sử kiếm hào lạnh ngắt nói, cũng không có nhún nhường. Cường đại như kim sử kiếm hào, cùng cùng đồng lứa cường giả đánh một trận, cũng sẽ không ra tay trước, chớ đừng nói trẻ tuổi. Hôm nay, đối với hắn mà nói, đó thật là quá phá lệ, không chỉ có là đối thanh niên nhân xuất thủ, hơn nữa còn là muốn xuất thủ trước. Tranh một tiếng vang lên, ở kim sử kiếm hào lợi một hạ xuống sông. Toàn thân hắn phun đã tuôn ra kiếm quang, mỗi một sợi kiếm quang phúng ra ngoài lúc, phóng lên cao, xé rách cửu thiên thập địa, đáng sợ kiếm quan ngang dọc, để cho người ta sẩn tóc gáy, từ hồ mỗi một sợi kiếm quan đảng quét mà qua, đều có thể đem trong thiên địa nhật nguyệt tinh thần đều chém xuống. Trong chớp mắt này ở giữa, chỉ thấy kim sử kiếm hào nhẹ nhàng khoát tay, nghe được, ầm, 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 từng đợt tiếng sấm bên tai không dứt, đại địa lay động nổi lên, ở trong chớp nhoáng này, thiên địa hình như muốn khuynh đảo như nhau. Theo đại địa diêu muộn lúc, vào giờ khắc này, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc, từng đợt vỡ vụn không ngừng bên tai. Trong nháy mắt này, chỉ thấy đại địa xuất hiện từng đường vết trạng, hình như cả vùng dường như vỡ nát như nhau. Đem đại địa xuất hiện từng đường cái khe lúc, nghe được hoành, 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 phúng dũng thanh âm truyền đến, chỉ thấy ở đạo này nói trong cái khe, phun đã tuôn ra một lại một luồng sát khí. Mỗi một cổ sát khí phúng ra ngoài, đều là sắc bén không gì sánh được, tước núi đứt nhạt, tự hồ mỗi một sợi sát khí đều có thể đâm thủng bầu trời. Tại đây cùng cùng vô tận sát khí phúng dũng dưới, tự hồ dưới đất là một đáng sợ vô cùng kiếm hải. Vô tận sát khí, chẳng qua là kiếm khí trong tích ứ quá lâu kiếm khí mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, đem đáng sợ như vậy sát khí vọt lúc đi ra, tự hồ có thể đem thiên địa đều tiêu diệt. Đó là cái gì, bén nhọn như vậy đáng sợ sát khí phóng lên cao, quản chi bị một luồng sát khí quét đến, đều khiến người ta cảm thấy mình bị chém thành hai nửa sợ đến rất nhiều tu sĩ cường giả đều lui về phía sau thoát được rất xa giữ vững đủ khoảng cách an toàn địa sát thiên hào kiếm có một vị cùng kim sử kiếm hào cùng một cái thời điểm đại giáo lão tổ không khỏi hít một hơi lãnh khí từ từ nói đây là kim sử kiếm hào thành danh kiếm pháp cũng là hắn sáng tạo ra kiếm đạo bá đạo hung tàn sát phạt vô tình một vị khác từng cùng kim sử kiếm hào là đồng học từng là vân nê học viện học sinh, vị này đã là vua hành hương tổ người, cũng không khỏi thần thái ngưng trọng, nhìn sát khí phúng dũng, từ từ nói, trước kia, kim sử kiếm hào còn còn trẻ, vẫn còn ở vân nê học viện thời gian, hắn chính là dựa vào tự mình sáng chế, địa sát thiên hào kiếm như thế một bộ kiếm pháp, quét ngang vân nê học viện không địch thủ, cuối cùng thậm chí là cùng ngũ sắc thánh tôn đánh cho ngang tay. Cùng ngũ sắc thánh tôn đánh cho ngang tay. Nghe được nói như vậy, không ít người đều hít một hơi lạnh khí. Ngũ sắc thánh tôn là cỡ nào cường đại? Một trong bốn đại tông sư phóng nhãn thiên hạ, toàn bộ phật đà thánh địa có thể mạnh mẽ hơn bọn họ người chỉ sợ là không có mấy người. Nhưng mà còn trẻ lúc Kim sử kiếm hào đã cùng ngũ sắc thánh tôn đánh cho ngang tay, đây là cỡ nào thực lực cường đại? Còn trẻ lúc liền cùng ngũ sắc thánh tôn đánh cho ngang tay, sớm đã có nghe đồn Kim sử kiếm hào thiên phú chính là ngũ sắc thánh tôn. Diệp Minh Sư trên. Có trẻ tuổi thiên tài không khỏi chấn động, nói rằng, đây chẳng phải là ý nghĩa, kim sự kiếm hào đây là muốn so với tứ đại tông sư mạnh hơn. Chưa chắc. Một vị thế gia nguyên lão khe khẽ lắc đầu, thần thái trịnh trọng, từ từ nói, giữa đường đi đi đến độ cao nhất định, đã cùng thiên phú không quan hệ. Địa sát thiên hào kiếm vừa ra, nhất định chém lý thất dạ, nhìn hắn có thể kiêu ngạo tới khi nào. Ở phía sau, không ít tu sĩ trẻ tuổi đều cười lạnh một tiếng, nhìn có chút hả hê. Tranh ngay một khắc này, kiếm minh cửu thiên, ở cùng cùng vô cùng sát khí trong, ngưng tụ thành một thanh cử kiếm. Tại đây đem cử kiếm ngưng tụ thành trong một sát na, ngập trời sát khí thoáng cái gắn kết ở tại nó bốn phía, vào giờ khắc này, tầm mắt đạt tới. Đều là sát khí hải dương, đang lăn lộn chạy chồng sát khí trong ung dương, cử kiếm treo cao ở đó trong, như nó chúa tể tất cả. Tự hồ, như thế một thanh cự kiếm, là là tới từ ở cửu u chỗ sâu nhất địa sát hung kiếm như nhau. Vào giờ khắc này, cái thanh này một thanh cự kiếm, phun ra nuốt vào đáng sợ khí tức hung sát, tự hồ, nó không chỉ là từng cắn nuốt hàng tỷ ác quỷ, cũng là sắp sửa thôn phệ hàng tỷ sinh linh, muốn đem ba nghìn thế giới đều cắn nuốt hết. Thậm chí, ở sát khí cuồn cuộn trong, có người nghe được vô số oán linh gào thảm thanh âm, kiếm còn không có xuất thủ, thấy cái thanh này cự kiếm thời gian, ở đây không biết có bao nhiêu người sợn tóc gáy hai chân không khỏi run lập cập địa sát thiên hào kiếm có trẻ tuổi người thấy một kiếm này đều đã run lập cập nói đều không lanh lẹ tiểu bối qua nhận lấy cái chết vào giờ khắc này kim sử kiếm hào cầm trong tay cự kiếm hai mắt lạnh lẽo phun ra nuốt vào đáng sợ vô cùng sát khí lạnh ngắt nói vào giờ khắc này cầm trong tay hung thần cự kiếm kim sử kiếm hào giống như là đến từ chính cửu u chỗ sâu nhất vô thượng tồn tại hắn nhất cử nhất động ở giữa liền có thể thu các hàng tỷ sinh mệnh kinh thiên đại yêu sách âm quả kiếp trước dĩ nhiên cho hấp thụ ánh sáng muốn biết âm quả kiếp trước đến tột cùng là người nào không muốn biết âm quả kiếp trước càng nhiều hơn bí ẩn a à? tới nơi này chú ý kiếp trước là được xem tin tức tương quan Chương 3810, một búa đập bay. Địa sát thiên hào kiếm, đem kim sử kiếm hào tay cầm cự kiếm thời gian, đáng sợ sát khí tràn ngập tại giữa thiên địa, trong chớp mắt này ở giữa, tự như là kim sử kiếm hào chúa tể cửu u, tự hồ, hắn là cửu u chi chủ, tại hắn nhất cử nhất động ở giữa, liền có thể thu gặt hàng tỷ sinh linh. Ở đáng sợ như vậy sát khí dưới, tự hồ cả người thế gian đều phải bị sát khí luyện hóa như nhau, tất cả mọi người có thể cảm thụ được sát khí lâm thể, làm cho lòng người rất sợ e ngại, không biết bao nhiêu người run rẩy một chút, trong lòng sợn tóc kế. Tay cầm cự kiếm, hai mắt phun ra nuốt vào đáng sợ hàng quan, trong chớp mắt này ở giữa, tất cả mọi người cảm giác, tay cầm địa sát thiên hào kiếm kim sự kiếm hào, nào chỉ là có thể chém giết lý thất dạ, vậy đơn giản chính là có thể đem thiên địa bổ ra, tại hắn đáng sợ sát khí dưới, thiên địa đều tỏ ra thập phần nhỏ bé. Cho nên, vào giờ khắc này không biết có bao nhiêu người cũng không khỏi chăm chú ngừng thở tất cả mọi người muốn nhìn một chút lý thất giả dạ chuyện này sẽ đối phó thế nào kim sử kiếm hào địa sát thiên hào kiếm ở vẫn không có động thủ lúc có không ít trẻ tuổi đều đã cho rằng lý thất giả dạ nhất định sẽ chết thảm ở kim sử kiếm hào trong tay đương nhiên đối với một ít tu sĩ cường giả mà nói đặc biệt vẫn chú ý lý thất giả dạ thế hệ trước đại nhân vật trong lòng càng nóng lòng muốn thử bọn họ cũng không khỏi có điều chờ đợi bọn họ muốn nhìn một cái đang quyết đấu kim sử kiếm hào đáng sợ như vậy cường giả lúc lý thất giả lại đều sẽ có cái gì thủ đoạn nghịch thiên đây lại đều sẽ có thể xuất ra cái gì tuyệt thế vô song bảo vật đây phóng ngựa đến đây đi lý thất giả thiết chu y trong tay tùy tiện dơ lên chỉ chỉ kim sử kiếm hào hơi hợt nói rằng nhất chiêu nhất chiêu như vậy đủ rồi lý thất giả nói như vậy nhất thời để kim sử kiếm hào sắc mặt đỏ lên hắn là nộ đến run run hắn hai mắt phun ra tức giận. Trước đó, hắn nhiều lần bị lý thất dạ khiêu khích, trong lòng cũng không khỏi lửa giận xông lên, ở mới vừa mới lúc động thủ, hắn thở bình thường bên trong lòng mình lửa giận, ổn định tâm tình của mình, thế nhưng, trong nháy mắt, lại là bị lý thất dạ một câu nói như vậy cho chọc giận. Người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, lý thất dạ như vậy thần thái, động tác như vậy, giọng điệu như vậy, nào chỉ là đối kim sự kiếm hào trắng trợn khiêu khích, vậy đơn giản chính là vũ nhục kim sử kiếm hào đây là có ý làm trò mọi người mặc đi nhục nhã kim sử kiếm hào nơi người đều có ba phần nê huống chi kim sử kiếm hào như vậy không ai bị nổi cường giả tuyệt thế đây hôm nay bị như thế một cái vãn bối trước mặt người trong thiên hạ như vậy nhục nhã có thể không để kim sử kiếm hào cùng nộ a à? đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào tiểu bối là ngươi tự tìm đường chết hôm nay nhất định cho ngươi sống không bằng chết ở phía sau kim sử kiếm hào nói một cách lạnh lùng hắn nói ra nói như vậy lúc mỗi một câu nói mỗi một chữ vậy cũng là từ trong hàm răng lóe ra cái này có thể tưởng tượng hắn đối lý thất dạ là cỡ nào hận thấu xương hôm nay đối với kim sử kiếm hào mà nói không đem lý thất dạ chém thành muôn mảnh hắn thề không làm người hắn kim sử kiếm hào liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua vừa dứt lời xuống sau đó nghe được chen một tiếng kiếm minh, trong chớp mắt này ở giữa, chỉ thấy kim sự kiếm hào trong tay cự kiếm phun đã tuôn ra quang mang. Cự kiếm phúng ra ngoài quang mang không giống người thường, kiếm quan hiển trầm hoàng sắc, như hoàng nước suối chỗ lóe lên quan mang giống như vậy, tự hồ, trong chớp mắt này ở giữa, hoàng tuyền hiện lên. Dung luyện ức vạn thế giới Ở giờ này khắc này, riêng là cự kiếm chỗ vọng lại quan mang, đều đã là để cho người ta rợn cả tóc gáy giết kim sử kiếm hào hét lên một tiếng địa sát thiên hào kiếm trong nháy mắt xuất thủ một kiếm ngang trời nơi sát khí trong nháy mắt đánh thẳng tới dường như hồng thủy như nhau muốn trong nháy mắt đem trong cuộc sống sông hủy cho nên một kiếm ngang trời ra nghe được két 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 thanh âm bên tai không dứt ở nơi này tia lửa điện quang ở giữa chỉ thấy đáng sợ vô cùng nơi sát khí thoáng cái hũ thực thiên địa không gian trong nháy mắt bị dung hủ mất để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi trở nên sợn tóc gáy. Cùng lúc đó, nghe được công, công, chen kiếm minh không ngừng bên tai, theo kim sử kiếm hào đáng sợ như vậy một kiếm chém ra thời gian, sát khí trong uông dương trong nháy mắt hiện lên hàng tỷ địa sát hung kiếm, như thiên la địa võng. Hàng tỷ địa sát hung kiếm vừa ra, theo kiếm minh vang vọng cửu thiên, tất cả địa sát hung kiếm ở nơi này tia lửa điện quang ở giữa theo địa sát thiên hào kiếm thẳng chém về phía lý thất dạ, thẳng lấy lý thất giả thủ cấp. Trước mắt như vậy một màn, đó thật là quá trung động, địa sát thiên hào kiếm chém giết mà đến. Phá hỗn độn, chém âm dương, theo sát, còn lại là hàng tỷ địa sát hung kiếm thắt cổ mà đến, nghiền diệt hư không, dẹp yên âm dương, xoắn diệt nhật nguyệt tinh thần. Trong chớp mắt này ở giữa, thiên địa hôi mông mông một mảnh, tại địa sát hung kiếm thắt cổ dưới, toàn bộ thế giới như lâm vào đáng sợ tử vong thế giới như nhau, toàn bộ thế giới đều bị cường sợ nơi sát khí sông hủy, tất cả mọi người như chỗ thân hậu thế giới không ngày hoàng hôn. Quá cường đại. Thấy cường đại khủng bố như thế, địa sát thiên hào kiếm, trong nháy mắt chém về phía lý thất dạ, ở đây bất luận là trẻ tuổi. Còn là thế hệ trước đại nhân vật, cũng không khỏi trở nên kinh hô một tiếng. Trong chớp mắt này ở giữa, không biết bao nhiêu người đều cho rằng, ở kim sự kiếm hào uy lực này tuyệt luân một dưới thân kiếm, đó là chắc chắn phải chết. Vào giờ khắc này, có thật nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi kinh hô một tiếng, thậm chí có người không khỏi chăm chú mân im miệng ba. Vào giờ khắc này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều cho rằng, lý thất giả nhất định sẽ chết tại địa sát hung dưới thân kiếm, sẽ ở ti lửa điện quang ở giữa bị thắt cổ thành thịt vùng, thậm chí là hôi phi yên diệt. Địa sát hung kiếm, như mênh mông biển lớn, trong nháy mắt tiêu diệt tới, thần ma đều muốn sẽ hôi phi yên diệt. Cẩn thận, đối mặt kinh khủng như vậy nhất chiêu, có tu sĩ cường giả không khỏi kinh hô một tiếng, hảo tâm nhắc nhở lý thất Dạ Thế nhưng, đối mặt như vậy sát khí ngập trời sát khí hung kiếm, lý thất giả chỉ nơi nở nụ cười mà thôi, thoáng cái dơ lên thiết chùi y trong tay. Đùng tích, thiểm điện tiếng vang lên, ở nơi này tia lửa điện quang ở giữa, mọi người còn chưa kịp phản ứng thời gian, đột nhiên, một cái thô to vô cùng thiểm điện từ trên trời giáng xuống ở một đạo thô to vô cùng thiểm điện trong nháy mắt đánh trúng lý thất giả dạ thiết chu y trong tay tuy rằng bị thiểm điện bắn trúng nhưng lý thất Dạ lại cũng không có vì vậy mà bị sét đánh liền trong chớp mắt này ở giữa nghe được bùm bùm cạch cạch thiểm điện không ngừng bên tai tất cả mọi người còn chưa rõ thế nào lúc trở lại trên bầu trời trong nháy mắt tạo thành một cái đáng sợ vô cùng lôi trì điện biển cái này một cái đáng sợ vô cùng lôi trì điện biển xa tại địa sát hung kiếm đại dương mênh mông trên hơn nữa, ở trong chấp nhoáng này, lôi trì điện biển hủy diệt toàn bộ thiên địa. Ở đùng dưới một tiếng vang thật lớn, vô cùng vô tận thiểm điện đánh thẳng tới. Mỗi một đạo thiểm điện đều thô to như dãy núi, toàn bộ thiểm điện đều trong nháy mắt trùng kích hướng về phía lý thất giả thiết chu y trong tay. Ở trong chớp mắt, thao thao bất tuyệt thiểm điện cứ như vậy thoáng cái chiếu sáng thiên địa, ở tầm dưới một tiếng vang thật lớn, trùng kích hướng thiết chu y sở hữu thiểm điện đều thoáng cái ngưng tụ thành một mạch sung, nổi bật vô cùng mạch sung thoáng cái chiếu tất cả mọi người mắt mù. ầm ở nổ dưới, lý thất dạ thật cao nơi nhảy lên, ở trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người nghe được lý thất dạ trống to một tiếng, phá, lời còn chưa rơi xuống. Lý thất dạ trong tay mang theo vô cùng ti chấp thiết chú y cứ như vậy hung hăng đập xuống. Thiết chú y nền xuống, băng diệt tất cả, tất cả mọi người thấy vô cùng điện biển sẽ tùy thiết chú y hung hăng đập xuống, toàn bộ điện biển đập xuống, đó là cỡ nào một màn kinh khủng, hàng tỷ lôi điện trong nháy mắt hóa thành sóng xung kích, dường như vạn cổ hồng thủy như nhau, hướng trong thiên địa mỗi một cái gốc trong nháy mắt đánh tới. Tất cả mọi người nghe được, ầm, một tiếng vang thật lớn, hàng tỷ thiểm điện xung kích ra, dường như sông bị hủy toàn bộ thế giới. Ở kinh khủng như vậy thiểm điện lực đánh vào dưới. Ở mới vừa mới đáng sợ vô cùng sát khí, địa sát hung kiếm, địa sát thiên hào kiếm. Đây hết thảy đều tỏ ra bé nhỏ không đáng kể. Tại đây tia lửa điện quang ở giữa, chỉ sợ là sát khí ở bàn bạc, quản chi địa sát kiếm mênh mông biển lớn hung mảnh hơn nữa, đều trong nháy mắt bị đáng sợ điện biển chỗ phá hủy. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, hàng tỷ địa sát hung kiếm trong nháy mắt bị đập đến nát bấy, xung kích ra thiểm điện tạo thành đáng sợ vô cùng mạch xung, trong nháy mắt đánh ra, quản chi vào giờ khắc này kim sử kiếm hào quay về kiếm hộ thể, địa sát thiên hào kiếm phong tuyệt môn hộ. Hoành tuyệt thập phương, nhưng, đều không làm nên chuyện gì. Tại đây, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, lý thất giả thiết chú y trong tay là mới vừa đập vào địa sát thiên hào trên thân kiếm, thế nhưng, địa sát thiên hào kiếm lại không chịu nổi cái này đáng sợ một búa. Phanh, một tiếng, địa sát thiên hào kiếm vỡ nát, nghe được, đùng, thanh âm âm vang lên, vô cùng thiểm điện xong đánh vào kim sử kiếm hào trên người, ở thầm, nổ dưới, kim sử kiếm hào bị biển điện đập ầm ầm bên trong cả người bị đập đến bay ra ngoài trong nháy mắt bị đập bay nghìn vạn dặm cuối cùng bị đập bay nghìn vạn dặm kim sử kiếm hào đụng phải từng ngọn ngọn núi nghe được phanh 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 thanh âm bên tai không dứt kim sử kiếm hào thân thể đụng gãy một tòa lại một ngọn núi cuối cùng nghe được âm, một tiếng vang thật lớn một tòa bị đụng gãy ngọn núi ầm ầm ngã xuống vô số đá vụn bùn đất đem kim sử kiếm hào chôn sống ở dưới mặt không rõ sống chết như vậy một màn thật sự là quá chấn động lòng người tất cả mọi người bị chấn động đến miệng há thật lớn thật lâu hợp lại không lên trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người nghe dại thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại chỉ sợ là chính nhất thiếu sư đều nhìn trận mắt khóc mồm hắn cũng bị trước mắt như vậy một màn cho chấn động ở coi như là hứa thúy mi nàng sớm đã có chuẩn bị tâm tư thế nhưng tận mắt thấy như vậy chấn động lòng người một mạng nàng cũng không khỏi miệng há thật lớn về phần người khác tất cả mọi người xem choáng váng nhìn đến ngay dại trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đại não là trống rỗng đó là thật lâu chưa tỉnh hồn lại kim sử kiếm hào thi xuất địa sát thiên hào kiếm thời gian đó là cường đại dường nào tuyệt thế bao nhiêu người đều cho rằng ở kim sử kiếm hào thực lực cường đại như vậy dưới chỉ sợ lý thất dạ là khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, tất cả mọi người cho rằng cường đại đến vô địch kim sự kiếm hào, lại bị lý thất dạ một búa đập bay, cường đại vô cùng địa sát thiên hào kiếm, lại đỡ không được lý thất dạ nhất chiêu, đây là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Chương 3811, này kết thúc, một búa đập bay kim sử kiếm hào, kim sử kiếm hào bị chu y bay nghìn vạn dặm, đụng nát từng ngọn ngọn núi, cuối cùng bị chôn sống ở tại bùn đất dưới loạn thạch, không rõ sống chết. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người xem ngay người, như vậy một màn, mặc kệ đối với ở đây bất luận kẻ nào mà nói, đều là vô cùng chấn động, tất cả mọi người nói không ra lời, hoàn toàn mộng ép, đầu trống rỗng. Ở phía sau, tất cả mọi người vô pháp suy nghĩ giống, thậm chí tất cả mọi người chẳng muốn đi tưởng tượng. Đổi lại là những người khác, mọi người sẽ nghĩ tới. Lý Thất Dạ dĩ nhiên có thể một búa đem kim sử kiếm hào đập bay, đây là cái gì tuyệt thế vô song công pháp, đây là cái gì dạng bảo vật, đây tột cùng là thi triển dạng gì thủ đoạn, đây là mượn dạng gì lực lượng. Đổi lại là những người khác, thậm chí tất cả mọi người sẽ đi đẻo gọt, lấy lý Thất Dạ một chút như vậy thực lực, làm sao lại có thể một búa đem kim sử kiếm hào đập bay? lực lượng của hắn đến tột cùng là tới từ ở đâu. Nhưng, đây hết thảy đều phát sinh ở lý thất dạ trên người, tự hồ, đây hết thảy đều lại không quá tự nhiên, đây là chuyện lại không quá bình thường. Ở trên người người khác xảy ra như vậy chấn động lòng người sự tình, như vậy bất khả tư nghị việc, có lẽ sẽ bị mọi người xưng là kỳ tích, đó là vạn cổ kỳ quan, nhưng mà, giờ này khắc này, xảy ra chuyện như vậy ở lý thất dạ trên người, tự hồ lại không quá bình thường. Tự hồ, như vậy kỳ tích chuyện bình thường ở lý thất dạ trên người phát sinh chẳng qua là phổ thông đến không thể lại chuyện bình thường mà thôi thậm chí là hàng ngày việc thế nhưng cái này vẫn như cũ để cho người ta chấn động theo kim sử kiếm hào là cỡ nào tồn tại chính là không ai bị nổi thiên tài tuyệt thế ở người đời trước trong luận thiên phú cao chỉ sợ không có mấy người có thể so sánh cùng nhau thực lực của hắn mạnh cũng là không thể nghi ngờ là tứ đại tông sư cùng một thế hệ thực lực thập phần cường hãn thiên phú thậm chí là ở tứ đại tông sư trên cho nên ở phật đà thánh địa bao nhiêu người đều nhất trí cho rằng kim sử kiếm hào là có thể cùng tứ đại tông sư tương đề tịnh luận tồn tại nhưng mà mạnh mẽ như vậy lại bị lý thất dạ một búa đập bay đây là cỡ nào không cách nào tưởng tượng sự tình đây là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị trước đó bao nhiêu người là không nghĩ tới kết cục như vậy thậm chí có thể nói, đem lý thất giả nói một chiêu nửa thức đánh bại kim sự kiếm hào thời gian, không biết có bao nhiêu người là suy tại mũi, bọn họ đều sẽ cho rằng, lý thất giả thật sự là cuồng vọng tự đại, tự tìm đường chết, nhất định sẽ bị kim sự kiếm hào chém giết. Nhưng mà, vào giờ khác này, tất cả mọi người cho rằng có thể đánh bại lý thất giả kim sự kiếm hào, lại hết lần này tới lần khác bị lý thất giả một búa đập bay. Mặc dù nói, ở vừa kim sử kiếm hào, địa sát thiên hào kiếm là kinh thiên động địa, quy lực không gì sánh kịp, nhưng mà, ở lý thất dạ một búa nền xuống thời gian. Kim sử kiếm hào mạnh mẽ như vậy đại đạo, nhưng ngay cả dãy dụ cơ hội cũng không có, trong nháy mắt bị trấn áp. Nhất chiêu, liền nhất chiêu. Khi phục hồi tinh thần lại thời gian, có đại giáo lão tổ không khỏi thất thố, thì thào nói nói. Tình cảnh vừa nãy, đối với bọn hắn mà nói, như mộng như ảo, là như vậy không chân thật thế nhưng rồi lại là chân thật như vậy rung động một mạng đánh thẳng vào ở đây tất cả mọi người cảm thấy lý thất dạ làm xong rồi có một vị vẫn quan chú lý thất dạ cường giả không khỏi nói thầm nói hắn nói nhất chiêu chính là nhất chiêu không có chút nào giả dối về phần những người khác phục hồi tinh thần lại sau đó bọn họ cũng cảm giác mình là đang nằm mơ thế nhưng cảnh trong mơ lại xa xa không có như thế chân thực xa còn lâu mới có được như thế chấn động chính là chính nhất thiếu sư hứa thúy mi bọn họ phục hồi tinh thần lại sau đó cũng không khỏi cười khổ một cái không khỏi lắc đầu nhất chiêu đập bay kim sử kiếm hào đối với bọn hắn mà nói vẫn là cực kỳ chấn động giờ này khắc này bọn họ đều không thể dùng bút mực để hình dung tâm tính của mình bọn họ là trẻ tuổi thực lực là bực nào cường đại là là có thể tiếu ngạo bác phương thế nhưng bọn họ chỗ có thành tựu cùng lý thất dạ vừa so sánh với đó là ảm đạm phai mờ bé nhỏ không đáng kể căn bản là không đáng giá nhắc tới huỳnh họa ánh sáng làm sao có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng thế giới to lớn không thiếu cái lạ cuối cùng chính nhất thiếu sư không khỏi cảm khái nói một câu nói như vậy hắn đã rất mạnh mẽ thế nhưng ngày hôm nay cũng là để hắn mở rộng tầm mắt kiếm hào thế nào có người phục hồi tinh thần lại sau đó không khỏi nói thầm một tiếng không biết kim sử kiếm hào sống hay chết. Dù sao, kim sử kiếm hào bị như thế một búa đập bay nghìn vạn dặm. Đụng nát một tòa lại một ngọn núi, cuối cùng bị chôn sống ở tại bùn đất dưới loạn thạch, ở tình huống như vậy dưới, cho dù kim sử kiếm hào không chết, đó cũng là trọng thương khó tránh khỏi. Kim sử vương triều đệ tử đã chạy đi cứu viện. Cũng có tu sĩ phục hồi tinh thần lại, không khỏi nói thầm một tiếng. Mặc dù nói, ở mới vừa thời gian, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả là kim sử kiếm hào hoang hô không biết có bao nhiêu người là kim sử kiếm hào chỗ dựa bọn họ đều là đứng ở kim sử kiếm hào bên này đều hy vọng kim sử kiếm hào có thể thật tốt giáo huấn lý thất dạ để mọi người trút cơn giận thế nhưng hiện tại kim sử kiếm hào bị lý thất dạ một búa đánh bại bị chôn sống ở bùn đất dưới loạn thạch thế nhưng ở vừa là kim sử kiếm hào hoang hô là kim sử kiếm hào cố gắng lên người đều đều ngậm miệng không trên một tiếng, thậm chí không có ai đi tra xem rõ ngọn ngành, bái lên bùn đất loạn thạch đi cứu bị chôn sống Kim Sử Kiếm Hào. Cuối cùng vẫn là Kim Sử Vương Triều đệ tử cản đi cứu viện, đối với Kim Sử Kiếm Hào đệ tử mà nói, bất kể là chết sống, bọn họ nhất định phải đem Kim Sử Kiếm Hào mang đi, dù sao Kim Sử Kiếm Hào là Hoàng Thái đệ, là Kim Sử Vương Triều thân vương, cho dù chết cũng không phải phơi thay giả ngoại. Mọi người, còn có việc a. À? đang ngẩn người bên trong phục hồi tinh thần lại sau đó, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn tất cả mọi người tại chỗ liếc mắt. Ở phía sau, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, vừa này đối Lý Thất Dạ chẳng đáng một đồng, chăm chọc khiêu khích, thấp giọng nguyền rủa Lý Thất Dạ, hay hoặc giả là ủng hộ kim sử kiếm hào tu sĩ cường giả, ở giờ này khắc này, bọn họ cũng không dám trên một tiếng, một câu lời cũng không dám nói. Đối với bọn hắn mà nói, Lý Thất Dạ đã là một cái tà môn vô cùng tồn tại hơn nữa còn là một cái thập phần không theo lý ra bài người nếu là một câu nói chọc giận hắn nói không chừng tất cả mọi người tại chỗ cũng không có tốt trái cây ăn đi thôi cuối cùng có đại giáo lão tổ trầm quát một tiếng phân phó tự mình tông môn nội vãn bối xoay người rồi rời đi những tu sĩ khác cường giả ở giờ này khắc này cũng không dám ở lâu cũng đều đều ly khai để tránh khỏi chọc cho lý thất giả mất hứng trong khoảng thời gian ngắn ở đây tu sĩ cường giả cũng đều đi được thất thất bát bát, coi như là có vài người lưu lại cũng không dám tới gần vạn lô phong, chỉ có thể là xa xa nhìn ra xa. mà lúc này vạn lô phong lên không có rời đi, cũng chính là chính nhất thiếu sư bọn họ. thế nào, còn muốn ta đưa các ngươi xuống núi hay sao? lý thất giả tùy ý ngắm chính nhất thiếu sư cùng hứa thúy mi bọn họ liếc mắt, lạnh nhạt nói. chính nhất thiếu sư không khỏi cười khang một tiếng thần thái có vài phần xấu hổ, há mồm muốn nói, lại không biết nên mở miệng như thế nào được, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chính nhất thiếu sư, thế hệ trẻ thiên tài tuyệt thế, bất cứ lúc nào, hắn đều là bể nghệ bác phương, không ai bị nổi, thế nhưng, ở hôm nay, ở chỗ này lúc này. Hắn đều nhu thuận đắc tượng là một đứa bé, ngay cả nói chuyện cũng không có cái kia khuyến khích. Chúng ta sao lại dám để công tử đưa đây? Hứa Thúy Mi phản ứng đến tự nhiên không ít, So với chính nhất thiếu sư, nàng cùng Lý Thất Dạ càng thêm thành thạo, nàng nhẹ nhàng cười, trừng mắt nhìn, vừa cười vừa nói, chúng ta còn muốn mời công tử tới chúng ta chính nhất giáo làm khách đây. Hữu duyên rồi hãy nói. Lý Thất Dạ hơi hợt nói một câu. Hứa Thúy Mi hé miệng mà cười, có ba phần quyến rũ, bảy phần mỹ lệ, nàng nhẹ nhàng mà vừa cười vừa nói, chúng ta chờ công tử đại giá quan lâm nha. Lý Thất Dạ không khỏi liếc một cái bọn họ sau đó lại đặc biệt nhìn chính nhất thiếu sư liếc mắt, lạnh nhạt nói, tuy rằng ta chưa từng thấy qua chính nhất giáo giáo chủ, đánh bại chính nhất giáo chủ, đối với các ngươi tới nói, không phải là một chuyện dễ dàng. Đây là trưởng bối đối vạn bối dày ái mà thôi. Chính nhất thiếu sư lúc này đều biến thành xảo quai hài tử, cười khang một tiếng, cũng không có khí thế bể nghệ thiên hạ. Hứa Thúy mi nhưng thật ra nháy mắt một cái, cười khẽ, nói rằng, công tử tâm như gương sáng, thế gian còn có cái gì không được đây? Được rồi, không muốn cho ta lời tân bất. Lý thất dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, lạnh nhạt nói, ngươi điểm ấy trò vặt, ta còn có thể không rõ a. À? Niệm tình ngươi thông minh, ta cũng không làm khó ngươi. Đa tạ thiếu gia ưu ái. Hứa thúy mi đối lý thất dạ đại bái, cười duyên, thần thái thật sự là khả ái, có ba phần quyến rũ, bảy phần làm nũng, như vậy thông minh cô gái khả ái, để cho người ta đều không bỏ ra nổi tính tình. Lý thất dạ vậy cũng chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không đi miệt mài theo đuổi, cuối cùng cũng chỉ là phân phó một tiếng, nói rằng, Phật đà thánh địa, cũng không có cái gì tốt đi dạo, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi. Hứa Thúy Mi cùng chính nhất thiếu sư cũng đều biết Lý thất dạ là hạ lệnh trục khách, chính nhất thiếu sư trước tiên đại bái, nói rằng, Phật đà thánh địa hành trình, có thể diện kiến công tử, chính là chuyến này rất đại thu hoạch, tại hạ tam sinh hữu hạnh. Hứa Thúy Mi tuy rằng không giống chính nhất thiếu sư như vậy đoan trang nghiêm túc, nhưng nàng thần thái cũng chăm chú, nàng đại bái, nói rằng mặc dù cùng công tử ở chung không lâu sau, nhưng công tử chỉ điểm, Thúy Mi cả đời được ích lợi vô cùng, Thúy Mi cảm minh tại tâm, ngày khác công tử cần Thúy Mi địa phương, công tử chỉ cần một tờ triệu tập. Thúy Mi đem định toàn lực ứng phó, máu chảy đầu rơi không chối từ. Hứa Thúy Mi khó có được trịnh trọng như vậy, khi nàng đầu dung thời gian có một hoàn toàn khác nhau khí tức trước đó hứa thúy mi làm cho một loại tiểu nữ nhân cảm giác linh động khả ái được người ta yêu thích nhưng mà lúc này hứa thúy mi trang dung lúc có khiếp người khí tức tựa hồ áp đảo bất luận kẻ nào trên không giận mà uy tựa hồ nàng là một pho tượng nữ thần ở đó trong lúc phất tay có thể bao trùm chư thiên bất quá như vậy khí tức tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn trong nháy mắt liền biến mất Nàng còn là cái kia thoạt nhìn linh động lại cô gái khả ái. Vừa khí thế ấy, để cho người ta cho rằng là của mình một loại ảo giác. Thế nhưng, Lý Thất Dạ không có chút nào kinh ngạc, hắn thần thái tự nhiên, cũng là thản nhiên bị Chính Nhất thiếu sư cùng Hứa Thúy Mi đại lễ. Đem Chính Nhất thiếu sư cùng Hứa Thúy Mi nghĩ, Lý Thất Dạ phất phất tay, nhàn nhạt phân phó, đi đi. Chính Nhất thiếu sư cùng Hứa Thúy Mi lại bái, cái này mới rời khỏi, phiêu nhiên đi. Chương 3812, suy đoán. Chính nhất thiếu sư cùng hứa Thúy mi sau khi rời khỏi, Lý Thất Dạ cũng không có ở vạn lô phong hay đi dừng lại, hắn tiện tay đem thiết chủ y ném ở đe sắt trên, sau đó liền dĩ nhiên xuống núi. Cứ như vậy, Lý Thất Dạ dĩ nhiên đi xuống núi, một ít đứng xa nhìn tu sĩ cường giả, bất luận là vân nê học viện lão sư còn là học sinh, cũng không khỏi trở nên ngạc nhiên xuống đặc biệt ngay từ đầu liền chú ý lý thất giả dạ ở vạn lô phong đánh sắt các sư phụ bọn họ càng kinh ngạc xuống lý thất giả dạ thanh vạn lô phong phế thiết tàn thiết dung thành một lò lại dùng vạn lô phong lò lửa đi rèn luyện các sư phụ đều còn tưởng rằng lý thất giả dạ có kinh người gì cử chỉ rất nhiều vị lão sư đều cho rằng lý thất giả dạ là muốn ở vạn lô phong luyện ra một lò bảo vật gì hay hoặc là nói muốn theo số lớn phế thiết tàn thiết trong đề luyện ra cái gì thế nhưng Hiện tại lý thất Dạ buông xuống thiết chú y, buông tay mặc kệ, cái này xác thực để các sư phụ cũng không khỏi hết sức ngoài ý muốn. Vạn lô phong trong nồi lớn phế thiết nước thép còn đang lăn lộn, vẫn còn ở mạo hiểm phóc thông phóc thông thanh âm, ở chính giữa lò lửa vẫn là hết sức tràn đầy, cũng chính bởi vì nơi này lò lửa tràn đầy không suy. Mới có thể thanh phế thiết nước thép đốt là cùng cuộn không ngừng, vẫn luôn nằm ở bị đốt lên trạng thái. Lý thất dạ sau khi xuống núi, tỉnh hồn lại các sư phụ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, ở phía sau, có một chút vân nê học viện lão sư đáp xuống vạn lô phong lên, cũng có một chút học sinh theo sát phía sau, cũng đều đều đáp xuống vạn lô phong lên. Làm cái gì vậy đây? Có lão sư đi mò một chút trong nồi lớn cùng cùng bên trong cặn nước thét. thế nhưng, nhiệt độ thật sự là quá cao, lại lập tức thu tay về. Cái này để cho bọn họ trăm mối không phải kỳ hiểu, lý thất giả muốn đem tất cả cặn sắc vụn luyện là nước thét rèn luyện một lúc sau, lại bỏ mặt điều này làm cho vân nê học viện các sư phụ đều không rõ lý thất dạ cử động lần này có thâm ý gì hắn luôn không khả năng buồn chán vui đùa một chút đi một người khác lão sư không khỏi nói thầm một tiếng một vị khác niên kỹ tương đối lớn lão sư lắc đầu, nói rằng không giống như là, lý thất dạ không giống như là một vị nhàm chán người không có khả năng buồn chán đến thanh ở đây cặn sắc vụn dung thành nước thét lấy thêm tới rèn luyện, hắn làm như vậy nhất định có thâm ý lẽ nào hắn muốn đem cái này cặn nước thép luyện ra một món binh khí tới sao điều này có thể sao còn có một vị lão sư nhìn một nồi lớn lăn lộn cặn nước thép cũng là nghi hoặc nói rằng mặc dù nói đạo quân binh khí cặn sắt vùng đích xác có điểm giá trị thế nhưng đối lý thất giả mà nói cái này không có gì giá trị mà nói đổi không cần phải đi đại phí khổ tâm nói như vậy đích thật là hỏi đến mọi người trong tâm khảm, ở đây vân nê học viện lão sư cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều không rõ lý thất giả dạ đây là muốn làm gì. Giống như vừa vị lão sư này nói, mặc dù nói, vạn lô phong lên cạn sát vụn là năm đó đạo quân, chí tôn luyện tạo khí giới để lại, đối với tu sĩ bình thường mà nói, là có một chút giá trị, thế nhưng... Đối với cường đại tới trình độ nhất định người mà nói, nó theo giá trị thập phần hữu hạn, hoàn toàn không cần phải. Đi lãng phí thời gian thanh cặn sắc vụn rèn luyện thành một món binh khí, đây là một món cũng chuyện không đáng giá. Hiện tại lý thất giả dạ lại cứ lệch nếu như vậy làm, cho nên, để vân nê học viện các sư phụ cũng không khỏi trở nên mê hoặc, lý thất giả dạ đây tột cùng là muốn làm gì đây? Lý thất giả dạ tà môn cực độ, hắn chỗ làm việc, lại làm sao có thể chúng ta thấu hiểu được? Vì cuối cùng đã lão tổ lão sư không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu những thứ khác lão sư cũng không khỏi cảm thấy có đạo lý. Bọn hắn cũng đều không khỏi cười khổ một cái. Bất kể như thế nào, đối cho chúng ta vân nê học viện mà nói, chính là nhất kiện thiên đại hảo sự, ít nhất vạn lô phong lò lửa đã trở về. Cũng có vân nê học viện lão sư nhìn hừng hực lò lửa, không khỏi có điều hưng phấn mà nói rằng. Lý thất dạ một lần nữa điểm hy vạn lô phong chủ lô lò lửa, đây đối với Vân Nê Học viện mà nói, đương nhiên là nhất kiện Thiên Đại Hảo sự, điều này làm cho Vân Nê Học viện thời gian tới đổi có cơ hội luyện ra kinh thiên động địa khí giới. Là nha, thời gian tới rèn luyện cường đại khí giới, đó là dễ nhiều. Những thứ khác lão sư cũng không khỏi đều gật đầu, đồng ý, mặc dù mọi người không biết lý thất dạ muốn làm gì, thế nhưng coi như là Vân Nê Học viện lão sư, cũng không dám dễ dàng can thiệp mọi người cũng đều tùy ý phế thiết nước thép tại đây trong một ngày một đêm nhảy sôi tùy ý lò lửa tôi dung quay luyện đương nhiên theo các sư phụ hạ xuống vạn lô phong một ít vân nê học viện học sinh bọn họ liền hết sức tò mò bọn họ tò mò là ném ở thạch châm lên chùy sắt lớn cái này một cái chùy sắt lớn vẫn luôn để ở chỗ này trăm nghìn vạn năm tới nay không biết có bao nhiêu vô địch đạo quân tuyệt thế chí tôn đều từng lấy nó tới rèn luyện qua khí giới thế nhưng từ lò lửa sau khi tắt, như thế một cái chùy sắt lớn liền không còn có người có thể cầm đến, nó vẫn luôn lẳng lặng nằm ở ở đây, mặc dù đang sau lại, có thật nhiều vân đê học viện đều đã nếm thử, nhưng, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai lấy lên được. Hiện tại, Lý Thất Dạ không chỉ có cầm lên cái này một cái lớn thiết chù y, nhưng lại triệu tập tới lôi trì điện biển, một búa nền xuống, lại đem kim sử kiếm hào đập bay, cho nên, coi như là người ngu đi nữa, cũng đều biết như thế một cái lớn thiết chú y là nhất kiện kinh thiên động địa bảo vật. Hiện tại Lý Thất Già tiện tay đem cái này chùy sắc lớn lưu tại ở đây, điều này có thể không cho vân nê học viện học sinh cảm thấy hứng thú không? Thử xem, xem chúng ta có thể hay không nhắc tới. Có học sinh liền giật dây nói. Một người học sinh khác không khỏi ông hắn liếc mắt, nói rằng, có thể cầm lên, lẽ nào ngươi còn muốn đem mang đi hay sao? Đây là vân nê học viện bảo vật. Nhưng, Người học sinh này cảm thấy cái này là có thể, cho nên, hắn chớp liếc mắt mắt, nói rằng, tuy rằng đây là vân nê học viện bảo vật, thế nhưng, trường học hình như chưa từng có nói qua không cho phép mang đi. Hắn học sinh của hắn vừa nghe lời này, cũng đều cảm thấy có đạo lý, vì vậy chùy sắc lớn tại đây bên trong trăm nghìn vạn năm, vân nê học viện chưa từng có nói qua không cho phép đưa cái này chùy sắc lớn lấy đi. Như thế một cái chùy sắc lớn, vẫn để ở chỗ này, vân nê học viện thái độ tự hồ ai có thể mang đi, liền về ai. Cho nên, ở phía sau, không ít học sinh đều nhìn về ở một bên thảo luận phế thiết nước thép các sư phụ, nhưng mà, những lão sư này xem cũng không có liếc mắt nhìn, căn bản không lo lắng chuyện này như nhau. Cái này thật đúng là có thể có. Ban đầu giật dây học sinh không khỏi có chút hứng thú. Nói rằng, nếu như nói, học viện không ngăn cản chúng ta mang đi nó, người đó có thể đem nó mang đi, nó chính là của chúng ta bảo vật đạo lý này ai cũng biết hiện tại vừa nói ra khỏi miệng không ít người trở nên tim đập thình thịch ở trước đây cái này chùy sắt lớn vẫn để ở chỗ này ai cũng cầm lên không nổi nhưng nó ở trong mắt tất cả mọi người chẳng qua là một cái chùy sắt lớn mà thôi cho nên đối với mọi người mà nói nó không có gì sức dụ dỗ mọi người tối đa cũng liền muốn thử xem có thể hay không cầm lên mà thôi hiện tại lại không giống nhau tất cả mọi người tận mắt thấy Lý thất giả liền là dùng như thế một cái chùy sắt lớn, một búa thanh kim sử kiếm hào đập bay, người ngu đi nữa, đều hiểu, đây là một thanh kinh thiên động địa bảo vật. Cho nên, trước đây vẫn không có gì lực hấp dẫn chùy sắt lớn, trong một sát na, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều tràn đầy mê hoặc. Huống chi, vân nê học viện chưa từng có nói qua không cho phép đưa cái này chùy sắt lớn mang đi, cái này chẳng phải là thầm chấp nhận, ai có thể đưa cái này chùy sắt lớn mang đi, nó chính là thuộc về ai. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, để trước mắt những thứ này vân nê học viện học sinh không khỏi nóng lòng muốn thử. Ta đi thử một chút. Có một vị tính tình tương đối nhanh chóng học sinh giờ này khắc này, cũng không nhìn được nữa, lập tức tiến lên. Trên thực tế, trước đó, đã không biết có bao nhiêu vân nê học viện học sinh đều thử qua, cũng không có ai có thể nhấc lên cái này chùy sắc lớn, tất cả mọi người đã tiếp nhận rồi sự thật này lên, thế nhưng, lý thất giả có thể lấy lên được cái này chùy sắt lớn hơn nữa cái này chùy sắt lớn lại là kinh thiên bảo vật cho nên để vân nê học viện học sinh tâm tư lại không khỏi hoạt lạc lên người học sinh này nắm chặt chùy sắt lớn cố sức nhắc tới thế nhưng chùy sắt lớn không nhúc nhích chút nào người học sinh này cũng không tin hắn lập tức điên cuồng hét lên thi xuất sở hữu thủ đoạn thế nhưng vẫn không có bất cứ tác dụng gì căn bản là cầm không động này cái chùy sắt lớn người học sinh này thất bại hắn học sinh của hắn đều không tin tà bọn hắn cũng đều muốn thử lại lần nữa cho nên luân phiên ra trận quần tam tụ ngủ tốt mấy người liên thủ đem hết tất cả lực lượng nhưng vẫn như cũ không đề được cái này chùy sắt lớn chút nào nó đặt ở nơi nào không chút sức mẻ vì sao chúng ta liền cầm bất động nó cuối cùng những học sinh này cũng đều không thể làm gì khác hơn là bỏ qua quản chi trong đầu không cam lòng cũng giống vậy không thể tránh được, nhưng, trong lòng bọn họ cũng là tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì ở mới vừa thời gian, mọi người tận mắt thấy, lý thất giả nhất lên cái này chùy sắc lớn thời gian, đó là dễ dàng, ở trong tay hắn, cái này chùy sắc lớn căn bản là không có gì trọng lượng đây, thế nhưng, đem đến phiên bọn họ thời gian, bọn họ nhưng căn bản không đề được cái này chùy sắc lớn, liên ti chút nào đều cầm bất động, bọn họ cũng không biết nguyên nhân ra ở nơi nào. Các ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. Ở những học sinh này đều suy nghĩ vì sao bọn họ không đề được cái này chùy sắc lớn thời gian. Vào giờ khắc này, có một vị tuổi đã già đời lão sư lắc đầu, vừa cười vừa nói, các ngươi bây giờ, chớ hồng mơ tưởng. Có học sinh liền không nhìn được hỏi, lão sư, vì sao lý thất dạ là có thể cầm được, chúng ta liền không đề được đây. Đây là một thanh lai lịch kinh thiên thiết chú y, nguyên tắc mà nói, chỉ có cường đại như đạo quân, chí tôn nhân vật như vậy đó mới có thể cầm được nổi nó nếu không những người khác cũng chỉ có thể là hy vọng chú y than thở lý thất giả đây hắn luôn không khả năng là đạo quân chí tôn có học sinh không phục mặc dù nói lý thất giả là tà môn cực độ thế nhưng ai cũng biết lý thất giả tuyệt đối không phải là cái gì chí tôn đổi không phải là cái gì đạo quân nhưng hắn lại cứ lệch có thể cầm được nổi cái này truy sắc lớn bởi vì thiết đại nguyện ý. Vị này già đời lão sư lạnh nhạt nói. Ở đây học sinh không khỏi ngẩn ra, có học sinh ngẩn ngơ, nói rằng, thiết chủ y nguyện ý. Đúng, thiết chủ y cho rằng lý thất giả dạ có tư cách, cho nên, hắn không cần phí chút hơi sức, là có thể nhấc lên nó. Vị lão sư này lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ nói, thiết chủ y cũng sẽ nhận chủ hay sao? Có học sinh ngẩn ra. Vị lão sư này gật đầu, nói rằng, không sai biệt lắm ý tứ này trong khoảng thời gian ngắn ở đây học sinh cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau